Hello, xin chào mọi người. Sao mình cứ mặt xinh xinh á? Em cũng không biết nữa. Thế là giọng nắm nó hồng bị cao, tao chắc như giọng nó hồng cao. Nhìn cái camera nhìn thấy cái mặt không à? Để tóc nó hơi đẹp. Mà không buồn, cũng lớn hết lên rồi, đứa cái gì? Hello chị Ngân Ngân. Chị Ngân Ngân nghe trà đi anh nè. Hello chị, xin chào mấy chị mới vào nha. Hôm nay bên em có một set siêu phẩm đây. Set này thì em không phải như em thì không dám nói là hàng độc quyền hay là hàng lạ đâu. Tại vì set này thì chắc là mấy chị cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà hàng nhà em thì có nhiều màu á chị, tự tin mà nói là hàng nhà có nhiều màu ha. Còn đa số set này mấy chị, nếu mà mấy chị thấy là đa số mấy shop khác chị bán màu đen là nhiều. Shop em thì có rất là nhiều màu cho mấy chị lựa chọn luôn, tới tận 5 tông màu ha. 195.000 thôi mấy chị. Báo nhanh cho mấy chị để mấy chị chốt luôn, mất công mà phải mấy chị khỏi đợi lâu ha. Nguyên set bên em bán 195.000 nha mấy chị nha. Gồm một cái quần một cái áo, mấy chị nhìn trên live thôi mấy chị cũng thấy chất vải nó dày dặn rồi ha. 195.000 mã kem 250. Cộng số điện thoại cộng màu giúp em. Màu nào cũng 195.000 hết nha mấy chị nha. Chủ yếu là mấy chị thích màu nào thôi, mã là 250 cộng số điện thoại cộng màu và inbox địa chỉ cho em nha. Rồi, chị nào đang vào live của em thì mình có thể nhìn ngoài cái set này ra mà còn những cái bộ vest rồi những cái đầm hoa khác nữa. Thì đối với những trong cái live này chị nào thích cái nào thì mình cứ hỏi em cái đó cái chị nha. Và cái set này hôm trước là em định đặt luôn với giá là 250.000 đồng ở ngoài một cái chỗ khác. Nhưng mà trong live ngày hôm nay các chị biết không, em chỉ bán giá với là 195.000 cho các nàng thôi. Rồi em có tổng cộng đến 5 tông màu lận được không ạ? À? Màu nu, màu vàng nè, màu hồng với lại là màu đen ha, màu đen siêu phẩm của mình đây nè. Đó, thật ra là đáng cái set này mình có một màu đen thôi, nhưng mà tụi em thêm cho mình cái màu khác để có nhiều hoa cho cùng đi. Cái này cái màu đỏ, không cái hoa này là cái hoa. Nặng 75kg là sợ không vừa set này rồi chị Lê Ngọc Nhi ơi. 75kg là hơi. Cái này là đầm này 215.000 mấy chị, màu đỏ em có 3 cái thôi. Ủa cái thước dây quá. Nó sẽ là kiểu nhúng ở trên phần ngực như thế này và ở dưới là bèo đuôi cá cho mình các chị. Nhìn thử thước dây chưa? Có thấy đâu không? Dạ không, để em đang nhìn. Để chị đo nè. Không thấy rồi. Hello mấy chị. Mấy chị muốn coi mẫu nào thì đợi em chút nha. Muốn coi đầm hoa hay này kia thì đợi xíu nữa em mới mặc được. Rồi cái đầm này mình sẽ có 3 tông màu, mình là màu đỏ, màu hồng với lại là màu nu với chị, màu da với các chị nha. Đó, có hồng và da. Đó. Rồi để em báo cái mã với lại giá luôn cho mấy tình yêu của mình với các chị nha. Thôi chị đo luôn đi. Lấy một cái thì chị đo từ. Đây. Mã của đầm ha. Ok chị Ngon Ngon. Trời, cảm ơn chị Ngon Ngon rất nhiều luôn. Vào hello đầu tiên, xong chốt đầu tiên luôn. Rồi chốt với chị Ngon Ngon xếp màu đen em thấy đơn nha. Cho xem lưng quần rồi đợi em tí xíu nha mấy chứ. Ngực này khoảng tầm 98 đô lại là sẽ mặc vừa nha mấy chị. Tay bo chung nha. Tay bo chung có độ co giãn để đo eo ra. Sẽ đang mặc có 195.000 thôi nha mấy chị nha, 5 tông màu lận nha. Eo khoảng tầm 78 đô lại là mấy chị mặc vừa nha. Ơ à, đâu, khoảng tầm bao nhiêu đó chị đo lại coi. Không tới 78 đâu. 37 x 2 là nhiêu? 74 đúng không? Khoảng tầm 75 đô lại, 74-75 đô lại là mấy chị sẽ mặc vừa cái đầm hoa nha. Ngực cho 98, eo 74 nha. Sẽ đang nặng mặt 56kg em bao vừa luôn á chị Nhung Phạm nha. Đang mặc là màu xanh, giới thiệu màu của chị đi em. Cái này mình sẽ có 5 tông màu là màu nu nè các chị. Đây, màu nu nhẹ nhàng cho mình nha. Màu vàng, màu hồng với lại màu đen. Hồi đây chị kêu coi lưng quần nè. Coi lưng quần mấy chị. Lưng quần này thì những chị nào mà eo 60 thì em báo trước là sẽ rộng nha mấy chị nha. Tại vì cái lưng quần này người ta làm form cái hơi to một tí xíu. Nên nếu chị nào thích á, em lấy một khác đi, màu đen không thấy được. Nếu chị nào thích eo nhỏ 60-62 thì mấy chị chịu khó và bóp lại giúp em thôi. Chứ bây giờ hàng free size thành ra sẽ có người mặc vừa và sẽ có người mặc mặc rộng nha mấy chị. Mẫu này eo 86-87 đó là đều mặc vừa nha mấy chị nha. Chốt cho em mã 250 cộng số điện thoại cộng màu. Em báo trước là số lượng rất ít nha mấy chị nha. Tại vì cái hàng vải này thành ra là em về cái màu của nó không có được nhiều ha. Nên là chị nào thích thì chốt liền cho em là 250 cộng số điện thoại cộng màu nha. Chị Kim Thoa mặc vừa nha chị nha. Có váy bầu các chị, chị váy bầu chị đi. Rồi váy bầu là cái này các chị nha, hơi bị đẹp. Trời ơi, cưng quá luôn các chị, baby doll ha, mang thoải mái cho mình. Cái phong này các chị mang bầu hay là mình đi du lịch thì cũng rất là đẹp ha. Chụp hình là bao siêu đẹp luôn các chị luôn. Mã này em xem 195.000, mã 252 giùm em nha. 195.000, mẫu này thì mấy chị thấy nó nhìn cái form đó nè, đó là mấy chị biết là
bầu hay là ốm người hay là tròn người đều mặc được. Rồi cái này cái nách chắc ngực khỏi đo đi, 100 mấy luôn. Cái ngực này chắc trên 100 mấy nha mấy chị nha, nên thành ra em khỏi đo tại vì nó là dạng phong suông xuống nên thành nó không có với lại cánh dơi nữa nên không có cái ngực 70 kg đó lại chốt cho có em nha. Túi luôn nha mọi người nha, đây có túi bên hông luôn. Rồi em có 3 màu, trên là màu thổ cẩm, dưới màu vàng, này màu đỏ giùm em đi các chị. Đó. Rồi chị nào chốt cái nào thì mình cứ để lại comment giùm em ha. À đâu cái màu này nó hơi khác khác một xíu nhưng mà cũng dạng phong y vậy. Đi thổ cẩm đi. Thổ cẩm vàng với lại đỏ nha mấy chị nha. Rồi. 250 là 195.000 nha chị Violet nha. 195.000 cho sếp đang mặc 5 tông màu cho em, mã là 250 cộng số điện thoại cộng màu và sau đây mất địa chỉ cho em ha. Rất là đẹp. Phối ren cổ nè, phối ren tay nè, phối ren một cái nơ bên hông và cái phần tà dưới cũng phối ren luôn, các chị biết không? Đến khi mọi người mang cái này nhìn nó rất là sang trọng, mình ống quần rất là lớn, thấy chưa? Đã lắm, mang đã lắm luôn ấy ạ. Ok chị Wooly HB chốt 250 màu hồng thì chị cũ ok thấy đơn nha. Rồi, cái mã đầm hoa của mình đúng không các chị? Cái đầm hoa này thì mình đầm hoa đuôi cá. Mã là sẽ là 251 nha, 215.000 giùm em. 251 màu đỏ, 251 màu da và 251 màu hồng cho em nha. Eo 75 đó là chốt nha mấy chị nha, cái đầm hoa là tại vì nó hơi kén eo một tí xíu nhưng mà eo 75 là tương đương với chị nào mặc size L đó lại nha mấy chị nha. Coi là mặc rất là đã, cái chị nào mà mình mặc mập mình tròn tròn người mang vô nó suông suông như thế này, gọn dáng mình vô cùng nha. Thật sự luôn á, chị nào mà mang mà kiểu mình hơi tròn xíu mang này mình gọn lắm luôn á. Và giá mình có 195.000 thôi, rất là đẹp nha. Phong dài cái này thì mình không đóng thùng, với set này ai thích đóng thùng cũng được nhưng mà không đóng thùng cũng được chị em mình nha. Đóng thùng như thế này nè đó, muốn đóng hay không cũng được thì các chế nha. Đó, form rất là đẹp luôn. Rồi lên chị em mã sẽ là mã 250 cộng kèm màu và số điện thoại 5 tông màu và giá là 195 thôi. Màu xanh em đang mặc ở đây là giống như là xanh đậu, rất là mát và trắng da lắm. Cái này lên siêu trắng da luôn, trắng mà còn lại không màu đen nữa. Mình có màu đen, màu hồng, màu vàng, lại xem màu vàng nha em. Hello chị Nguyễn Giang nha. Màu vàng là vàng nghệ các chị nha. Lần đầu tiên xem like của shop. Đây em tin chắc là những chị nào xem like của shop em mua rồi là sẽ bị nghiện đó mấy chị, tại vì hàng nhà em bán giá là siêu rẻ trên like nguyên nha mấy chị nha. 250 màu vàng. Ok nguyên sơ chốt đơn nha, dịch ở nhà mua mà mua đồ shop hoài luôn đúng không mấy chị. Nói chung là dịch thì bên em cũng nếu mấy chị cứ cho em số đo cụ thể xíu tới nhà cho mấy chị luôn, hạn chế ra đường mấy chị ha. Màu vàng đó mấy chị, đây nha, màu vàng này, cái tông màu vàng không quá chói nên yên tâm dùm em, da ngâm da trắng nghe mặt đều được, đều bật tông da mấy chị ha. Làm sao để thành fan cứng của shop này. Ngày nào cũng vô comment chia sẻ là thành fan cứng. Chính xác luôn mấy chị. Thấy bài của bên em đăng lên á mấy chị chia sẻ nè, hay là thấy cái like này nè mấy chị chia sẻ về tường để mời bạn bè vào cùng mua nữa. Mấy chị cứ mua hàng thử bên em một lần đi ha. Bỏ thùng xem thử ạ. Ok mama okay luôn. Chị Ngân Ngân kêu em nghiện nè. Ok mèo múp lấy 250 xanh và đen. Nói thật với mấy chị là không phải nói là hàng cái mẫu này em mới nói là không phải là hàng độc quyền gì hết, nhưng mà em tin chắc là những cái set này nhà em mà có nhiều màu thì chỉ có một mình em có thôi, và bán giá 195.000 là cũng chỉ có shop em bán thôi nha mấy chị nha. Nên em nghĩ là nếu mấy chị đã từng thấy set này rồi thì em nghĩ mấy chị mua bên shop em thì sẽ rất là lợi, tại vì mình được mua giá cực kỳ ưu đãi nha chị nha. Nguyên một set này chỉ có 195.000 thôi nha. Form rất là đẹp luôn các chị, vải em không thấy mềm không? Em đóng thùng mọi người nhìn cái vải nó rất là mềm đúng không? Sang cực kỳ. Hello mấy chị nha, chị mềm mất bao nhiêu mất địa chỉ cho em nha. Ok chị Violet 250 màu vàng, ok em thấy đơn địa chỉ cũ nè. Những chị này là khách hàng cũ á, ghi cho em mã màu với lại ghi là khách cũ là được rồi, không cần phải comment số điện thoại đâu ha. Còn chị nào mà mới mua hàng bên em lần đầu tiên vui lòng inbox địa chỉ cho em nha. Có nhiều chị em biết là sẽ có bộ màu đen rồi đúng không, nhưng mà hôm nay em lên rất là nhiều màu. Cái tông màu đen này thật sự mà nói là rất là nhiều shop có tông màu đen, nhưng mà màu hồng, màu vàng, màu xanh và màu kem chỉ có nhà em mới có thôi mấy chị. Với lại cái giá này cũng không có luôn. Đúng rồi, giá nó cũng không có, tại vì mấy chị nghĩ đi mua nguyên một set rồi một cái quần một cái áo mà giá dưới 200.000 thì mấy chị theo mấy chị nghĩ là nó giá nó như thế nào đó đúng không? Em nghĩ là như chị nào đang coi live sẽ biết cái giá nhà em nó 195.000 nó sẽ rẻ chừng nào mấy chị ha. Và ấy mà các chị nghĩ đi, cái tà quần như thế này thì mọi người hiểu. Chị Mon Mon là đúng rồi, có người thì nó là bỏ thùng đẹp hơn, có người thì không thích bỏ thùng, nói chung là tùy ý mấy chị. Cái form áo nó rất là dài nên thành ra là yên tâm giùm em, mấy chị có đóng thùng đứng lên ngồi xuống gì nó cũng không có bị sợ là bị tuột ra ngoài mấy chị ha. Cảm ơn chị Chiều Thương nha, mình mua rồi hàng đẹp về mặc vừa, cảm ơn mấy chế rất là nhiều nha. Sếp đang mặc phi size mấy chị nha. Cái hồng đầu tiên sếp bên em sẽ thử mấy chị. Ok chị Mon Mon chốt set màu xanh nè, chị Yến Đặng chốt set màu xanh khách cũ em không thấy đơn nha. Các chị ơi, eo mình dưới cho em 86-87 không vừa. Em lấy em một cái quần đi. Cái set này thì em có nói bác sẽ báo trước là những chị nào 60, 62, 65 sẽ mặc hơi rộng một tí xíu, nên mấy chị chịu khó nếu mà eo chứ.
eo đó. Em tưởng chị nói xuống xuống hơn ký mà còn rộng chứ. Đây này mà chị nhìn thấy em không, là phía trước cái quần của nó là sẽ lưng bản, còn phía sau nó sẽ là bo chung để có cái độ co giãn đó mình mặc thoải mái đó mấy chị. Là những chị nào thực là nó cái set này là những chị nào hơi tròn người á, mặc nó sẽ vừa đẹp hơn nó. Đúng rồi. Nếu mà chị nào mà không thích những tông màu sáng thì mình có thể lựa chọn màu đen ha. Đó là màu nào cũng đẹp hết. Và nếu các chị đã chọn được tông màu đen rồi thì mình nên mua thêm một màu nữa. Tại vì á, hàng Âu đâu biết được là ngày mai thì mốt còn hay không. Mình mua về bộ mang đẹp quá mà các chị thấy em chưa tới 1m6 nữa. Thật sự luôn, em có 1m5 không mà nhìn chân em dài không? Dài, dài mà thiệt sự dài quá chứ, dài luôn, dài quá đáng luôn mọi người. Thấy không? Rất là dài, cho nên là ai mà ví dụ như chân của mình ngắn thì mình hơi thấp thì mình lên cái mẫu cho em, đặc biệt là cái ống quần em rất là bự đây nè. Có thể là hai cái chui vô một luôn á. Rồi, nên là các chị nào thích thì mình chốt nhanh cho em chị luôn Moon, nha. À ok, chị Ngọc Nghĩa chốt 250 màu đen khách cũ. Moon Phạm ơi, 44kg là chị bằng bạn mẫu. Nhưng mà nếu mà eo chị rộng thì chị chịu khó bóp lại nha mấy chị nha. Tại vì hàng phi size thì đương nhiên sẽ có người mặc vừa và có người mặc hơi rộng. Mà những chị nào mặc rộng thì mình vẫn có cơ may sửa nha mấy chị. Nếu mấy chị mà thích đó thì mấy chị về chịu khó bóp eo lại giùm em. Nếu mà chị Moon Phạm chốt thì bổ sung cho em mã là 250 nha. Chốt chị Tuyết Xuân 250 màu xanh thấy đơn nha. Gộp đơn đậm hoa chốt vào sáng. Ok chị Hạ nha. Chị Muôn Phạm Thiến Mã nha. Eo mẫu là 59-60 nha mấy chị nha. Mẫu mặc rồi bóp là một tí xíu nha. Nên thành trang đó là eo chị nào khoảng tầm 65 đô là sẽ mặc hơi rộng nha. Xinh lắm luôn. Xem dâm màu đen. Ok Muôn Phạm em thấy đơn nha. Cho xem màu vàng, màu nu em. Rồi xíu cho coi nha. Cho coi dâm đen trước. Màu đen em chỉ có một cái duy nhất thôi mấy chị nha. Màu đen và màu đỏ mỗi màu có một cái thôi. Giá 215.000 mã cho em là 253 nha. 253 màu đen và màu đỏ có một cái thôi chị Violet đó, chị thích thì chốt liền cho hết hàng nha. Màu vàng với màu kem. Ok chị Wooly HB lấy thêm một set 250 màu kem. Ok em thấy đơn nha. Ok Vân Nguyễn 250 màu xanh khách cũ luôn. Đây có cái nơ này mấy chị nha. Đó viền ren rất là sang, nó trơn thôi nha, mặc lên rất là sang nha. Rồi với cái kiểu này mà mấy chị em mua đi là mấy chị sẽ không bao giờ hối hận đâu. Rất là dễ may mà mình có thể tắt xét ngay được nữa. Tại vì cái áo của nó là giống như là áo có tay đàng hoàng ấy. Mấy chị cứ nghĩ màu xanh giùm em đi, rồi bên em sẽ thay lần lượt tất cả các màu cho mấy chị xem nha. Màu xanh đúng rồi. Cảm ơn mấy chị đã tắt làm mềm và xem live với bên em nha. Xanh này thuộc dạng là xanh min đó mấy chị. Nên là mặt rất là trắng da, không có kén da ha. Form rất là đẹp luôn các chị, nói chung là áo này mình tách rồi mang được, trời mang lên nhìn trắng. Áo này mấy chị phối với chân váy hay là quần jean hay là quần đùi sọt thì tất cả đều được nha. Áo này có thể sơ viên đóng thùng hoặc là mình bỏ ra bên ngoài đều được nha các chị nha. 195 thôi, giá này em đem cam kết với mọi người ra ngoài không bao giờ có đâu. Ok, chúc các chị Ngọc Anh Nguyễn 250 màu xanh màu đen hết cũ, cảm thấy đơn nha. Mấy chị ơi, màu cái set này màu đen thì nhiều chỗ có lắm, nhưng mà màu thì chỉ có nhà em có thôi mấy chị ơi. Mà nguyên một set như thế này em bán với giá trên live là 195.000. Chị nào mua trong live thì mình sẽ được giá ưu đãi là 195 mấy chị nha. Mấy chị ngoài live mấy chị chốt giá trong màu giá này mấy chị đã mua giá 195 em không bán được ha. Tại vì giờ này, giờ live này được gọi là giờ vàng mấy chị. Ưu tiên những chị nào mà dành thời gian mà đặt xem live và đặt trong live của bên em mới bán giá này nha. Ok chị Vi Thanh 250 màu xanh thấy đơn nha. Chị Julie Trần ơi, ship bên em sẽ thử lần lượt cho chị nha. Đàn trang eo 80 eo 80 mông to mặc được. Mấy chị nhìn cái phong quần đi, cái ống nó ra rộng như vậy rồi thì huống chi cái mông nó cỡ nào. Nên em nghĩ là mông dưới 100-101 đều mặc được nha. Rồi các chị ơi, ai hỏi những cái mẫu đồ mà không có trong live của em ngày hôm nay thì inbox giúp em với khách hàng nha. Hai mã đang mặc ở đây là mã 250 chị em như các chế nha. Và giá của mình rất là rẻ luôn, 195 cho nguyên set thôi. Cái này mà hồi xưa mà em order mà gọi là săn sale order gom thì tao là 250 một set đó. Thì mà em thấy mắc thôi cho nên không có order nữa. Ở đây hôm nay mình có set này rồi, 195 mình thôi. Một cái form của mình rất là đẹp ha, phối riêng luôn nè. Rồi bây giờ thì em sẽ thay qua màu khác, chị thay màu hồng nè. Rồi, em thay màu hồng đi nha, cho nó baby dễ thương nha các chị. Màu này màu em nhìn hồi sớm giờ rồi. Cái tông màu hồng là màu xanh nó nhẹ nhàng nhưng mà em đảm bảo mang lên rất là trắng da luôn. Rồi để một xíu nha các chị nha. Đúng rồi nha chị Nguyễn Huyền nha. Phía trước nó là bản, còn phía sau nó là lưng chung á chị. Có độ co giãn ha. Eo khoảng tầm 86-87 đô là mấy chị mặc thoải mái nha. Zoom xíu bên em sẽ thử zoom nè. Đầm hoa nè, phong đầm baby doll xíu bên em sẽ mặc nha mấy chị nha.
Chốt sẽ đăng mặt kia giùm em 250 cộng số điện thoại còn màu và nhớ một địa chỉ cho em nha. Chị Bảo Vy nói là shop này hại người dễ sợ, đang mùa dịch thất nghiệp rồi còn like toàn đồ đẹp, cạn kiệt tài chính mất thôi. Đầm ngoài cùng mặc bầu được nha chị Vy Thanh nha, mẫu đó là em nghĩ là chị mặc tới khi sinh luôn vẫn được ha. Chốt chị Bảo Vy 250 màu hồng thấy đơn nha. Yến Đặng 253 màu hồng dùng đơn. Ok Yến Đặng, em thấy đơn nha. Chị nào mà không thấy em đọc comment đó, có nghĩa là comment của mình bị ẩn á, thì mấy chị vui lòng comment lại giùm em nha mấy chế nha. 253 là mã cho cái zoom nha mấy chị. 250 màu hồng cho Môn Phạm, em thấy đơn nha. Trời, màu hồng dễ thương. Cưng xỉu luôn. Đầm hoa kế sắc đen. À, đầm hoa kế sắc đen đó thì em 75 đô lại là mặt vừa nha mấy chị. 215.000 mã là 251. Đầm hoa kế sắc đen 251 cho đầm hoa kế sắc đen nha mấy chị nha. Em có màu hồng, màu nu và màu đỏ. Bộ đen đang mặc, cái bộ đang mặc là eo con tầng 87 đô lại sẽ mặc vừa, còn ngực thì em nghĩ là chắc tha hồ thoải mái luôn. Tại vì cái phong áo mấy chị thấy là nhìn phong suông á, nên cũng không có kén ngực lắm. Dài, rất là dài cho chị em nha. Nói chung là cái này mình thích mà đúng không, màu hồng cưng quá à. Mà hình như mấy cái màu hôm nay tụi em chọn màu kiểu nhẹ nhẹ lơi lơi chị em mình không, mà kiểu cho nó trắng da mà kiểu cái trắng tinh luôn á. Mà nó không phải là bật giống như màu đen đâu, cái mấy cái màu này mang sáng da vô cùng luôn mọi người. Rồi, ai chốt màu hồng nhanh tay nha. Màu hồng này có 102, đảm bảo các chị đâu mà không có. Mà cái màu hồng nhìn nó thơ thơ các chị. Đẹp ha, nhìn rất là ngọt luôn đúng không mọi người. Sang mà vừa sang vừa ngọt vừa dễ chịu. Rồi ai chốt này nhanh tay nha. Mã cho em sẽ là 251 cộng kèm màu và số điện thoại nhá. 251 cộng kèm màu và số điện thoại. Chị xinh quá, màu hồng nhìn đúng TV luôn á. Với lại kiểu nó phối ren nữa mọi người. Đây nè, nhìn cho em là cái phần cổ của nó phối ren thế này nè. Đấy, cho nên nhìn nó càng làm cho mình nhẹ nhàng và tiểu thư hơn. 195 cho set này nha. Mã là 250 chị em các chị nhá. Rồi, ai trong live hỏi cái mẫu nào thêm nữa? Mong bao nhiêu em lấy cho chị luôn, đưa cái set đó cho chị. Mong chắc 120 các chị. Bộ đen là lưng thun nha mấy chị nha. Phía sau là nó có bo chung co giãn mấy chị ha. Để em đo mong cho mấy chị luôn. Cái mắt con mấy chị lại lăn tăng. Để cho mong này 120 hơn á. 70 mà nhân 2 là nhiêu? 140 quá chị. Mong 140 nha. Đưa chị cái áo chị đo vòng ngực. Thôi mong này mấy chị yên tâm giùm em đi. Mong mấy chị bự cỡ nào cũng chấp hết nha. Hai đứa ha. Ngực 100 đô lại chốt giùm em nha. Ok chị Nguyễn Giang chốt 250 mùa nu, em thấy đơn nha. Rồi Nguyễn Giang ơi, inbox địa chỉ cho em nha. Xếp đang mặc là em có 5 tông màu mấy chị, màu nào cũng bằng giá hết, đều là giá 195.000, mã là 250 nha mấy chị. 250 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha. Em chắc chắn là mấy chị đi mua shop khác cái mẫu này không bao giờ có giá với 200.000 như shop em đâu. Nên là chị nào thích cái set này thì chốt liền cho em đi. Mặc ở nhà, mặc đi chơi hay là mặc đi đâu mà nhẹ nhẹ đều được mấy chị nha. Không phải nhất thiết là bộ đồ bộ mặc ở nhà đâu ha. Đều những cái kiểu này là những kiểu đồ bộ nhưng mà kiểu săn chảnh tí xíu mấy chị ha. Cái này đồ bộ săn chảnh. Mà các chị em biết ra ngoài á, mà mua bộ này á, đâu có giá vậy đâu, ai bán nguyên bộ này dưới 200.000. Tại vì á, nguyên bộ như này các chị nghĩ đi, cái tính phong quần cho em thôi. Quần 100.000, áo 95.000, cứ cho là vậy đi mấy chị. Quần đấy siêu cao luôn các chị nha, đấy rất là cao, gọn người cho mình. Mẫu này nếu mà chị em muốn sơ vin vào cũng được nè, thấy không? Sơ vin vào nó cũng rất là đẹp luôn, hoặc là mình thả ra thì nó kiểu nó bình thường hơn, mang ở nhà. Và nếu mà đi đâu đó thì đi gọi là sự kiện gì đó, những cái đóng thùng qua game, được chưa ạ? Nguyên set này 195.000 men, bao gồm 5 màu nha. Màu nâu, màu vàng, màu hồng, màu xanh với lại là màu đen nhiều em. Màu nào cũng đẹp hết, em cam kết chị em mình luôn. Màu nào về cái gì cũng sẽ rất là hài lòng. Cao Trúc Ly ơi, thiếu số điện thoại rồi chế ơi. Dạ chị thiếu số điện thoại rồi, bổ sung số điện thoại cho em với. Rồi ai chốt được thì nhanh chóng comment cho em luôn nha. Mã 250 cộng chị màu với số điện thoại. Cái đầm này nè, mã là 251 nè, 215.000 các chị em nha. Mã là 251 dùm em. Chị nào đang ngắm nhí hoặc là mình đang có ngắm cái mẫu nào trong live thì mình cứ nói em đưa cho mình xem nha, cho mình dễ xem, dễ theo dõi live ha các chị em ha. Đóng thùng xem. Cao Trúc Ly bổ sung số điện thoại dùm em với. Rồi đợi xíu em đóng thùng cho mấy chị xem nha. Rồi, cái này đóng thùng cũng được. Nói chung là form áo dài á thì đóng thùng là vô tư rồi đúng không? Quan trọng là thả ra dài tới đâu thôi. Đó. Là
vì cái phong quần mình đẹp mình không có ngại đóng thùng, chỉ có phong quần không đẹp á mình mới không đóng thùng được thôi. Ok K, chúc Ly 250 màu đen khắc cổ anh thấy đơn nha. Ok Nguyễn Huyền 250 màu đen luôn nha, thấy đơn nha. Trời, chân dài quá, đóng thùng nhìn chân dài luôn. Chân dài hơn mà thả thùng với các chị ha. Đẹp chưa, tại vì cái đáy quần cao thì các chị và không bao giờ xách đáy nha. Chị mình mang không bao giờ xách đáy. Là những chị nào mình thấp thấp một tí mình mang thì nó vẫn ok, không có bị gọi là bị lùn gì hết nha. Cái này mẫu năm mấy 50 mang được. Chị ở cái mẫu đang mặc là eo eo khoảng tầm 86, 87 và ngực ra cho đo bao nhiêu? 100 đổ lại nha mấy chị nha. Mẫu này form thoải mái lắm. 45kg giống như Hồng, hay là 60kg, 65kg mà ngực dưới 100 và eo dưới 86, 87 đều mặc vừa nha mấy chị nha. Xem đầm kế xem đi nha. Mẫu này thì ngực khoảng tầm 96, 97 và eo 75 đổ lại là mặc vừa nha mấy chị nha. Vải von cát nha, mặc mát lắm ha. 215.000 cho đầm hoa đuôi cá. Mã là 251 cho mấy chế nha. Rồi chị em nào tay kêu em đóng thùng, em đóng thùng rồi nè. Kiểu thơ không các chị, rất là thơ đúng không? Ren phối cổ, phối tay là nơ, phối này. Nói chung với cái màu mà đẹp như thế này các chị nhìn cái ren nó mê ly luôn. Cái phần ren này rất là đẹp các chị em nha. Đó, cái phần ren nè. Nhìn nó đẹp, nó sang lắm. Không có bị gọi là kén sang như mọi người. Cái ren này ren xịn mà các chị. Ren lạ và màu của nó không phải màu trắng là màu nu nu. Thích lắm luôn ấy. Thực sự trời ơi, muốn hút hết năm em này về nhà luôn. 195.000 cho nguyên một set chị em nha, có túi cho các chị luôn và có chiếc band phía trước, form eo gọn gàng cho mình nhờ có chiếc band như thế này các chị nhá. 195 nguyên set mã 250 cộng mở giới hạn giùm em. Màu nâu nè, màu vàng, màu xanh với lại màu hồng, màu đen. Ok chị Phạm Thúy Huyền chốt 250 màu vàng thấy đơn nhớ mất bị chị chen nha chế nha. Màu hồng baby lắm các chị ơi, rất là dễ thương. Màu này các chị không có sợ mang ở ngoài bị sến đâu. Ngực 100, ngực 100 và eo 86 đô lại xem mặc vừa nha chị Huỳnh Hương nha. Xem váy 30 đô hoa đỏ đi. Em bướm cho người cho khách hoa chị. Sẽ như thế này, váy này bầu bì mang thoải mái, 70-75kg nữa mang thoải mái dùm em nha. Ok, Mon Mon 250 màu nu màu hồng. Đầm 30 đô đó 195.000 hả mấy chị? Có 195.000 thôi nha. Cái màu mà dưới cùng chị ghi mấy chị ghi em là hoa đỏ, còn ở dưới là màu vàng, ở trên thì ghi giùm em là thổ cẩm nha. Cảm ơn chị Tuyết Ngay, set dễ thương thì chốt liền một set đi chứ. Cưng lắm chị ơi, cái kiểu phối ren á rất là dễ thương và cái ren này là ren nhìn sang nha chứ không phải là ren nhìn sến nha. Rồi bây giờ em thay có màu vàng cho mình luôn ha. Chị em nào chốt mã này ghi nhanh giùm em nha. Mã 250 cộng màu số hạn màu hồng đảo rồi. Hồng nhìn baby quá trời luôn. Bây giờ em sẽ thay qua màu vàng cho mấy chị luôn nha. Mẫu này có 5 màu lần nên là em chỉ mặc là mặc trước 3 màu cho mấy chị xem thôi. À, màu đen, không phải màu xanh đen đâu. Mặc lên hơi chói, chụp hơi chói thôi. Chị chụp cái này nha nè chị Hằng. Chị chụp cái này cho nó qua đây nè. Không, chị tay chụp cái này. Ý chị, đúng ở đây chị. Eo 60, lưng có rộng không? Sẽ rộng nha Thùy Linh, rộng á chị. Eo 60 mẫu này hơi rộng. Nếu mấy chị thích thì mấy chị chịu khó bóp lại giùm em thôi. Tại vì hàng free size mấy chị nên thành ra là có người mặc rộng và sẽ có người mặc vừa đó mấy chị. Nhưng mà rộng thì dù sao mình còn sửa được chứ chật là bó tay mấy chứ. Rồi đợi em một tí xíu em thêm màu vàng nha mấy chị nha. Cho xem 3 màu Barbie doll rồi đợi em tí xíu nha Thu Thủy nha. Kiểu màu Barbie doll này chị. Rồi em đem vàng cho mình những cái chế nha. Đây là vàng. Cái màu em bảo mẹ em nghĩ là mẹ em mang được á. Ừ. Mẹ em mang được. Mấy cái em màu này chung tuổi mang được mà. Kiểu đơn giản dễ mặc. Rồi em giới thiệu màu Barbie doll cho mọi người nha. Màu trên cùng ghi em màu thổ cẩm được không? Cái này nè là màu thổ cẩm cho em nha. Tiếp theo là vàng. Đó, và cuối cùng ghi em đỏ. Cái mẫu đỏ. cái mẫu mà chị Hoàng Phượng hỏi là cái mẫu đó 70kg đô lại em bao vừa cho mấy chị nha. Cho xem đầm hồng hoa trên xào với 251 215.000 còn mấy cái à. Và kiểu này nè, tà xéo một xíu, phía sau có dây kéo giùm em nhé. Chất của mình là dạng như là vôn cát các chị, rất là đẹp luôn. Cái kiểu đó mình mang lên siêu đẹp. Sẽ đăng mặc là 195.000 mấy chị. Mấy chị thích màu nào mấy chị chốt màu đó. Màu nào nó cũng bằng giá tiền nhau hết nha mấy chị nha. Xinh nữa. Màu này là kiểu như là mình mang được màu đen mà chị. Mình mang được mẹ, mình mang được luôn ha các chị ha. Nói chung là
lứa tuổi nào cũng mang được hết, chị em cô bác các kiểu kiểu đều mang được, tại vì nó là dạng sang chảnh, không có kén lứa tuổi cho mình đâu, và nó luôn luôn là sẽ là dễ mang, tại vì form free size nữa. Em mang đây thật ra là em 45kg mà em mang rộng này các chị, rộng rất là rộng thấy không ạ, nhưng mà đa sa thả đây nè, nó bình thường đâu có thấy mà bị xòe người đâu, bình thường gọn dáng cho mình, gọn thấy kiểu phong xuông như thế này, không có tôn ba vòng nhưng mà sẽ rất là đây nè, tới gần chị nha. Để cho mấy chị xem cái chất vải nha, mấy chị coi em cái chất vải nè, đây là vải cát nha mấy chị nha, rất là dày dặn nha, đây nè đó, cái ren nè, ren nè đó, cái ren này là người ta may vào chứ không có phải là đính vào đâu, nên yên tâm giùm em, giặt là không có sợ là bị rớt mấy chị. Trừ cái thằng này nè, cái thằng này mấy chị chịu có vào tay chứ mấy chị mà bỏ mấy cái máy giặt quay thì đương nhiên nó là dạng rờ như thế này, thì đương nhiên là nó không có chắc bằng những cái thằng này mấy chị ha. 195.000 nguyên set giùm em mã 250 nha mấy chị nha. Chị Phi Thanh nói là trời ơi sao mặc màu nào cũng ưng hết, em bị viêm màng túi rồi sốc ơi là sốc. Chị Hoàng Phượng ơi, đầm nó 195.000 nha chị, mã cho em là 252 nha chứ, 252 cho đầm 30 đô á. Rồi ai em ai lấy cái mẫu đem mạnh với em là 250 cộng tiền màu và số điện thoại các chị nha. Rất là đẹp luôn á các chế. Nói chung là cái kiểu này nè, em cũng buộc tóc bình thường chứ cũng không có làm tóc lồng lộn gì cả, nhìn rất là dễ thương đúng không? Dễ mang, mình mang ở nhà được đó. Rồi lâu khi lỡ đi chợ hay là đi cà phê thì mình xách túi mình đi cũng được thôi các chị ha. Mình mang dễ lắm, mẹ mang được, em mang được, nói chung là không kén lứa tuổi và nó đều kín đáo cho mình hết. Cái phân này mình có thể đóng thùng tùy các chị, nhưng mà nếu như mà mình ở nhà thì mình thả thùng như vậy nó vẫn rất là sang chảnh đúng không, nhẹ nhàng cho mình, phân suông suông thôi. Rồi ai chốt và mang nhanh giùm em nha. Cái đầm hoa này thì eo 74-75 đó là sẽ mặc vừa nha mấy chị nha, không tầm eo 74-75, và nhớ cho em cái phần ngực mình đây là phần eo, cái chỗ nào nhỏ nhất được gọi là eo nha mấy chị nha. Eo đo trên rốn dưới ngực giùm em, eo 74-75 đó là chốt nha. 215.000 mã 251. Rồi nghĩa nha, màu vàng đi, rồi sẽ qua cái tông màu tông đầm hoa đó cho mấy chị xem luôn. Rồi ai chốt cái này comment nhanh chóng cho em nha. 251 cộng tiền màu số điện thoại. Năm tông màu cho mình chọn là màu nude bên trên, màu hồng rất là baby, mới mặc thử nhìn xinh lắm. Rồi màu xanh cho em là màu, cho em màu đen với lại là màu chị vàng. Chị Mỹ Phụng ơi, chị chốt xếp quần ống rộng màu đen, chị bổ sung cho em mã là 250 nha chị nha. Comment thêm giùm em 250 với lại mất địa chỉ cho em. Chị Hoàng Phượng ơi, hôm kia chị đặt một váy không biết đã đi đơn chưa, thì chắc là hôm kia đã đi đơn rồi nha mấy chị nha. Nếu mà hôm nay chị chốt thêm á thì đi đơn hàng mới thôi, tại vì ngày hàng ngày nào thì bên em đi hàng ngày đó rồi ha. Em 1m7 mặc đầm thuộc cảm bó ngắn không? Hơi ngắn ha, 1m7 ngắn. 1m7 em sợ là hơi ngắn nha chị Nguyễn Giang, em ướm vô người cho mấy chị xem. Đây nè mấy chị, mẫu nha 1m58 coi giùm em nha. 1m7 chắc mặc trên gối rồi. Trên gối xíu rồi đó. Em là mấy 58 nha các chị, coi như mấy 6 đi. Rồi ai chốt cái này nữa comment nhanh giùm em luôn nha. Mã là 250 cộng kèm màu số điện thoại nè. Cái set này thì rất là dễ mặc luôn. Nói chung là các chị khi mà mang lên á, cái form dáng của nó dễ mặc, không bị lộ bụng gì hết. Chị nào có form bụng mình thả cái áo là xong rồi ha. Bầu bì nhỏ cũng mang được nha. Ồ cái này bầu bì nhỏ cũng mang được luôn á, tại vì áo khá là rộng rãi cho mình nè. Ngực tới 100 ngực mà nên là thoải mái đó chị lắm. Rồi chị Phạm Thúy thì chốt 250 màu vàng nè. Ok chị đẹp. Máy tính nhiều khi nó chạy còn không nhanh bằng điện thoại nhưng mệt mỏi ghê. Ủa bên nào vậy? Đang nhiệt đình đó chị. Nhiệt đình á. Chị không thấy dạ. Phạm Thúy Huyền đó hả? Ừ. Tao lắc lâu lơ rồi. Ôi ơi. Điện thoại. Thôi mình đạp cho điện thoại mới đi. Phải do nít này vô trong bay không thấy được thôi. Rồi ok nè, chị nào còn có nhu cầu lên cái gì không bây giờ báo em đi thay luôn nè. Chị nào đang muốn lên cái gì thì báo cho em đi thay luôn nha mọi người nha. Set này em đang sale rất là rẻ, 195 trong một set, form ống quần thật sự rất đẹp. Cái quần này mà mấy chị đóng thùng lên nhìn cái chân của mình thật sự như 1m8 luôn. Đây, đóng thùng vô như 1m8 luôn nha mọi người thấy chưa. Form quần rất là rộng và dài và thả thùng nó cũng đẹp nữa. Đó, cái này là dạng sang ở nhà, còn nãy là mình đi chơi được không? Mà cái mẫu này nè, các chị coi nó không có kiểu mà hở ngực hay là nó body hay là rock top gì hết. Nên là mình mang được, em mình mang được, chị mình mang được, mẹ mình mang được, cô mình mang được, ai cũng mang được hết các chị ha. Form rất là dễ mặc. Một cái bộ đồ bộ mấy chị em mình mua bên ngoài không có sang đã là 200 mấy rồi, trong khi em bán một bộ sang như thế này có 195 thôi. Giá em bán tại shop là 295 nha, nhưng mà trên line thì em xem 195. Ok, Mỹ Phượng 250 màu đen, Mỹ Phượng ơi, bóc địa chỉ cho em Mỹ Phượng nha.
Mình có 5 tông màu lận các chị nha. Em mặc thử 3 tông màu rồi mà màu nào cũng đẹp hết. Màu nâu ở trên, màu hồng, màu xanh, màu đen và màu vàng chị em nha. 195 cho một set bao cưng luôn. Quần có bo chung mấy chị yên tâm giùm em, quần có bo chung phía trước là bản nha. Em kéo lên cho cá đó nè. Đây nè, phía trước là bản như thế này nha mấy chị nha. Phía sau là lưng chung để có lộ co giãn mấy chị ha. Rồi bây giờ em sẽ thay qua cái đầm hoa cho chị. Rồi bây giờ em thay qua đầm hoa luôn. Chị em là chốt set này thì nhớ là comment cho em luôn nha. 195.000 nha mấy chị nha. Thêm một hồng. Thêm một hồng. 195.000 mã cho em là 250 cộng xương thoại cộng màu giúp em nha. Và chị nào muốn ưu tiên chốt đơn trước thì mấy chị nhanh tay inbox địa chỉ cho em ha. Chị Dinh Dinh ơi, chị muốn coi mẫu nào thì chị chụp lại màn hình gửi cho bên em nha mấy chị nha. Bên em mấy chị ghi như vậy là bên em không có trả lời tin nhắn hay chốt đơn chị được đâu, tại vì bên em đâu có nhớ khách nào đâu mà phải gửi hình như vậy được. Nếu mà chị thích mẫu nào thì chị chụp lại chị gửi ở bên inbox cho em nha. Bye bye. Dạ đúng rồi. Rồi em lên cái đầm hoa cho mọi người nha. Rất kịp thôi. Chị con đâu rồi? Có rồi. Rất là xinh luôn. Cái đầm hoa này nhẹ nhàng cho mình nha. Tôn dáng vô cùng các chị ơi. Ôm eo xếp ly nhẹ cái phần trên của mình nè. Phía dưới nè. Đó. Cao người lắm luôn cái này nha. Ai thích mẫu này chốt nhanh giùm em luôn nha. Tại vì số lượng mỗi mẫu em còn ít á. Em sẽ chốt chị nào mình cho em số điện thoại trước ha. 215 cho cái đầm này. Mã là 251 giùm em. Mã là 251 cho em nha mấy nàng nha. 215.000 phong rất là xinh luôn. Gọn dáng các chị xung xung gọn dáng đồng thời nâng hông cho mình. Ôm eo mà nâng hông. Rồi phía bên dưới của mình là sẽ có thêm các chị những cái đuôi cá, gọi là đuôi cá bèo nhẹ thế này, những cái chế nha. Đấy, xinh lắm. Ba tông màu chị em. Màu đỏ, màu da với lại là màu hồng. Đỏ da và hồng nha. Ai chốt? Ghi em là 251. Áo set 250 ngực 100 đổ lại nha Hoa Nguyễn nha. Ok chị Vân Nguyễn, 250 màu xanh thấy đơn nha. Ngực 100 đổ lại nên thành ra em nghĩ là mấy chị mặc thoải mái mấy chị. Form nó vậy không xuống chứ phải là nó ôm đâu nên yên tâm giùm em. Mà chị nào ngực to mặc cũng được, hay là bụng to, hay là người tròn tròn mặc 60-65kg mà ngực ký 100 đều mặc được nha mấy chị nha. Sách đen này 195.000 nha. Tính ra 295 không có, trong loài thì giảm 195.000 thôi. Mã trên sẽ là 250 nha. Mã thôi chứ không phải là giá của nó đâu. Cái mã đây là chỉ mã số để mọi người đặt hàng nó thôi. Còn cái giá của nó có 195 nha. Ai lấy cứ chốt cho nó 250 cộng cho hồng cái màu số điện thoại được chưa. Còn hôm nay mặc đây là 251. Cái set vest, cái vest của mình này rất là đẹp luôn. Sách đen 250.000 thôi nha các chị nha. 250.000 đâu. Đúng. 195.000 mã trên là 250. Sorry mấy nàng. Quần set đen, set vàng, set hồng gì cũng đều là giá 195.000 hết nha mấy chị nha. Màu nào nó cũng là bằng giá nhau hết nha. Em có treo nhiều màu đây cho mấy chị nghĩa. Mấy chị thích màu nào thì mấy chị chốt cho em màu đó ha. Treo màu đen khác đi. Màu đen, màu kem, màu hồng, màu xanh nha mấy chị. Rồi còn đầm đang mặc thì là 215.000. Eo 74-75 gì đó. Ngực 96 đó là chốt giùm em nha. Mã 251 với chị ha. Chị Dinh Dinh ơi, chị muốn coi mẫu nào chị báo em gửi hình nha. Bây giờ không biết gửi hình mẫu nào hết trơn. À set đen, cái set là vải cát cho mấy chị nha. Còn đầm là vải von cát ha. 251, 62kg vừa không đo nhầm em eo ngực nha chế nha. Eo của mình là dưới cho em 75 và ngực dưới 98 là sẽ vừa cái đầm này nha các chị nha. Đầm này đi tiệc là hơi bị đẹp, nhẹ nhàng dễ thương, chụp hình cũng đẹp nữa. Và khi mà mình đi ra gió, cái phần gọi là bèo dưới của mình đây nè, nó bung bung nó rất là đẹp luôn. Cái bèo của nó rất là mảnh đó các chị. Đẹp và các chế ha. Có sẽ đùi nhẹ phía bên dưới nè. Cho xem, có xem màu hồng với màu xanh. Hồng xanh em mặc rồi nên chịu khó kéo lửa la coi mà em nha. Mới phải thay ra đó mấy chị ơi. Đây, đây là màu xanh cho em nha. Mát lắm, hai màu này là hai màu lơi lơi và nó sáng da. Kiểu giống như là nhìn cái da mình đó, nó gọi là trắng và trắng mơn mởn á các chị, rất là đẹp ha. Đây, em chị, mặc rồi luôn á. Chị Liên Nhi là nói là muốn mua hết quá. Mua đi chị, em ủng hộ. Rồi, nhanh tay nha, mã là 250 cộng chị màu số điện thoại chị em đi các chế nha. Mấy chị hàng nhà em là không có kén chiều cao đâu. Chị nào thấp thì chị mình chịu khó cắt lên thôi. Chứ bên em đâu thể nào may theo chiều cao của từng chị được, đúng không mấy chị ha. Đây là chủ yếu eo ngực vừa là vừa thôi, chứ là chiều cao không quan trọng đâu mấy chị.
cái tét bao nhiêu tiếng nó cũng rộng mà. Tét đó hả? Tét eo 90 cũng được nữa, tám mấy lần to. Tét này eo 90 đổ về giùm em nha, ngực thoải mái, có dây kéo giùm em luôn các chị. Ống là ống suông nha, đây là các nạng mang nó siêu đẹp luôn. Ai lấy cái này thì chốt cho em mã luôn, của mình sẽ là mã 253, 215.000 cho cái vest này các chị nha. Ai lấy chốt nhanh cho em mã là 253. Chị Thanh Hiền ơi, không phải 1m50 thì đương nhiên là xem mặt dài hơn mẫu, tại vì mẫu như em 1m58 á, chị cứ nhắm chừng nhìn mẫu nhắm chừng giúp em nha mấy chị nha. Shop cho xem màu nu. Julie Trần xem cái gì đây? Đây, màu nu đây các chị. Mắt hơi cao nên là đây, em chỉ dơ như vậy thôi mọi người ha. Màu nu cho em nha. Tại vì hôm nay mẫu đó có tới tận 5 màu lận. Form dáng thì y chang ngay nhau thôi mấy chị, chủ yếu là cái màu thì nó khác nhau tí xíu nhưng mà em có gel hết rồi ha. Mấy chị cứ nhìn theo đó mấy chị chốt giùm em. Tại hôm nay bên em có một bạn mẫu không thể mặc mặc hết 5 màu đâu được. Rồi nằm giùm em, đang giùm em là mặc đây là mã 251 màu hồng mấy chị nha. Phía sau em có treo màu nu màu đỏ lấy cho mấy chị xem đi. Ai mình sẽ có màu nu này các chị. Màu nu là màu này ha. Đó. 251 màu nu. Nhìn đẹp không? Nhẹ nhàng và sáng, rất là sáng da luôn. Và cuối cùng là màu đỏ. Màu đỏ này em có hai cái em hết à. Chị màu đỏ hai ba cái thôi, màu đỏ tươi lắm, cũng tươi lắm mấy chị. Trắng da vô cùng. Màu đỏ thì hoa nó hơi khác hơn so với màu hồng và màu nu tí xíu nha. Rồi ai chốt thì ghi em mã là 251 các chị em nha. 251 215.000 thôi. Rồi các chị ơi, ai đang trong live của em muốn tư vấn mẫu nào hay là muốn hỏi mã này thì mình comment nhanh chóng cho em luôn nha các chế nha. Comment nhanh chóng cho Hồng ha. Mã Hồng đang mặc là 251 215.000. Form của mình là sẽ là ôm phần phía trên ngực có chất ly cho mình nè. Có dập ly nè, ôm vòng một rất là đẹp và gọn vòng một cho mình. Phía dưới của mình là ôm eo và xòe nhẹ ra. Bắt đầu từ cái phần hông của mình đã bắt đầu chéo như thế này rồi nha các chị nha. Xinh lắm. Chị nào chốt comment nhanh chóng cho Hồng nha. Mã là 251 cộng màu và số điện thoại nhanh chóng nha. Ok chị Julie Trần 251 màu nu thấy đơn nha. Cho xem nằm bông hồng. Nằm bông hồng là nằm gì ta? Nằm bông hồng là nằm nào chế ơi? Cái này ghi em màu đỏ nha, hoa đỏ nha. Mã ok này. 252 thổ cẩm dồn đơn cho Mon Mon thấy đơn nha. Mon Mon okay, ok chị nha. Rồi mã này xe hoa cho Hồng sẽ là 252 nha. 252 giá là 195.000 thôi. Nói chung là hàng hôm nay là hàng siêu rẻ các chị luôn. Chúc cho Liên Nhi 250 màu đen màu hồng thấy đơn nha. Chị chúc chị Wooly HB 251 màu hồng thấy đơn luôn nha. Thay một kem đi. Rồi bây giờ em thay qua đầm này 251 màu kem các chị nha. Giá 215.000. Thay qua màu kem cho mọi người luôn ha. Và tí anh leo qua hello how are you. I'm fine thank you and you. Rồi zoom đợi em tí xíu nha mấy chị, đợi em thay màu một kem lên rồi em lấy zoom cho mấy chị xem. Cái mặt cái màu kem sao em sẽ thay zoom cho mấy chị xem luôn ha. Thử cái 252 đang cầm đi. Xíu bên em sẽ mặc, yên tâm đi mấy chị. Chị Sunny đợi em tí xíu nha. Chốt xét thì ghi giùm em là 250 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha mấy chị. Màu nào cũng là giá 195.000 hết nha. Còn cái đầm đầm đuôi cá, đầm hoa đuôi cá thì mã là 251, giá 215.000. Chị nào eo khoảng tầm 74-75 đổ lại thì chốt giúp em nha. Rồi em lên cái màu nâu cho mọi người xem nhé. Màu nâu. Nói chung là form thì em nó hơi gầy. Các chị cái này chị nào mà tròn tròn một xíu mang sẽ rất là đẹp. Cái này ha, chị nào mà tròn tròn một xíu mang nó đẹp hơn. Tại vì cái này nó nhấn eo rất là tốt á. Nó làm dâm hồng em. Dâm hồng. Dâm hồng. Màu hồng nhìn dễ thương quá. Sao cái này tự nhiên em kết màu hồng dữ ta. Thấy là màu hồng hồng dữ ta. Dâm này có tặng kèm theo dây cột eo nha mấy chị. Nhìn cái form nó vậy thôi chứ em mình bao nhiêu mình cột bấy nhiêu là nó lên form lên dáng hết. Để em đo từ eo bao nhiêu nha. 100 không tới rồi. 47 47 nhân 2 cũng gần 100 47 nhân 2 94 9 mấy mấy chị. 94 eo bao nhiêu cột bấy nhiêu nha mấy chị nha. Eo 60 hay eo 58 eo Ngọc Trinh thì mặc cũng được nha. Mẫu nó thì nó không có kén. Mẫu em mới kén nè. Ừ, mẫu này hơi kén tí xíu. Hồi nãy em mặc màu hồng như em mặc màu nu. Lại gần cho mấy chị xem nè. Form rất là đẹp luôn. Kiểu nè, vôn rất là đẹp nha các chị em nha. Đấy.
siêu dễ thương luôn. Thôi sẽ tà nhẹ một xíu này các nàng nha. Cái này hơi ok chị Nguyễn Quỳnh Trang 251 màu nu, thấy đơn mất địa chỉ cho em luôn nha Quỳnh Trang nha. Chị nào mập thì sẽ đẹp hơn, tại vì cái này nó nhấn eo tốt quá, mà eo đã nhỏ sẵn rồi, nó nhấn cho ôm nhỏ nữa. Hay là chị em nào mình eo mình hơi tròn người mang cái mẫu này sẽ đẹp hơn em nha. Này nhấn em đúng tốt luôn, gọn đúng gọn luôn. Ok Vy Thanh 251 màu hồng thấy đơn luôn nha. Chị nào mà eo dưới 75 eo chẳng hạn, nhưng mà khoảng tầm 70-68 rồi này kia không cần phải bóp. Nhưng mà chị nào mà eo 60 á thì chịu khó chích eo lại cho nó ôm trọn cái vòng eo của mình, nó sẽ khoe dáng hơn các chị ha. Form nó đẹp, cái này mình đi á đẹp hơn. Mà mình đi này nè, ở cái chị ha bước đi á, cái form bìa của nó nè. Tại vì vải là vải vôn cá cái chị cho nên nó rất là mềm. Nó có cái độ bay nữa kìa. Có lót thiệt, có lót nha mấy chị nha, phía dưới có lót nha. Bên trong có lót của mình. Nói chung là mang mấy cái này thì mọi người dù có lót hay không thì các chị miễn sao mình hôm nay mình không mang được một bộ đồ trong màu nu hoặc là màu trắng đâu mà. Mà mang màu trắng 215.000 cho đầm đang mặc. Eo 75 đổ lại chốt giùm em nha mấy chị nha. Eo 75 là tương đương với size L đó mấy chị. Nên là những chị nào bình thường hay mặc đồ size L đổ lại thì chốt ha. Rất là đẹp. Mẫu này thực sự rất là gọn cho mấy hàng luôn. Em là gầy cho nên nó làm em gầy hơn nữa. Cho nên là chị nào tròn tròn nó sẽ làm cho mình rất là thon người. Tại vì form rất là form suông đuôi cá. Được không ạ? Ở trên suông đấy nhưng mà nó nhấn eo nữa. Thành ra là khi mà mang cái này vô rất là gọn giùm em luôn nha. Siêu gọn cho mấy hàng. Mang để mà đi tiệc rồi vô tư luôn. Em có 3 màu lận nha. Màu hồng nè. 251 màu hồng, 251 màu đỏ. Màu đỏ này em nói là mang màu trắng đỏ. Ra đây, thôi lấy, luôn. Lấy ra luôn, tại vì họ tiếc là thấy lấy cho mấy chị xem cận cái hoa. Tại vì cái đỏ này cái hoa nó nhỏ hơn quá chị, mà nó là ít hàng. Em còn có 2-3 cái thôi, chị nào thích thì màu đỏ thì chốt liền cho em nha. Màu đỏ thì bao sáng da rồi. Đây. Cái hoa thì nó nhỏ một tí xíu, khác không tí xíu ha. Nhưng mà form dáng y chang nhau, chị phép họa tiết thôi. Rồi mã là 251, 215.000, eo 74 đổ về là em cho vừa nha. Em 74, 75 còn ngực thì khoảng tầm 96, 97 nha mấy chị nha. Đúng rồi. Chị nào chốt comment nhanh chóng giùm em luôn nha mọi người. Để mà em có thể em lên đơn cho mình có giá sale. Lưu ý nè, cái giá trong live là giá sale của riêng tụi em thôi, được không? Còn sau live thì em sẽ không còn giá sale nữa. Nên mọi người chốt đơn trong live mới được giá này. Còn sau live em không có nhận giá này nữa nha chị em nha. Lên mã cho em là 251 cộng kèm màu số điện thoại. Ok Bảo Vy 251 màu đỏ hết cũ thấy đơn nha. Mẫu đang mặc là mã 251 215.000 nha mấy chị nha. Đo giùm em eo ngực vừa là vừa thôi. Chứ chiều cao cân nặng không quan trọng, nhưng 1,5m mặc vẫn đẹp giùm em nha. Không sợ quá dài nha. 1m65 vẫn qua gối nha mấy chị. Rồi nghĩ nhanh giùm em sẽ qua zoom cho mấy chị. Thôi zoom đi. Rồi giờ qua zoom cho các chị luôn nha. Zoom màu hồng. Màu hồng hả? Ừ. Rồi em thích luôn á. Rồi bây giờ em sẽ qua zoom cho mấy chị nha. Rồi muốn coi mẫu nào thì báo em ha. Em chưa mặc được, em sẽ vô đây cho mấy chị xem trước. Set thì em đã mặc 3 màu rồi, còn mỗi màu hồng, ở màu đen, màu kem là em chưa mặc thôi. Nhưng mà form dáng hay trang nhau thôi mấy chị ơi. Mấy chị nhìn màu chốt giùm em nha. Chú với chị Tô Dự Phạm 251 màu nu, em thấy đơn luôn. Tô Dự Phạm ơi, em bắt địa chỉ cho em nha chứ. Dung giờ em mặc nè Trang Trần ơi. Em cảm ơn chị Ngọc Daria nha, em nhận được hàng rồi, váy đẹp lắm. Ok chị Vân Nguyễn 251 màu nu thấy đơn luôn. Em rút giùm chị ra 3 cái màu nu với. Màu nu em còn có 2 cái thôi nha mấy chị nha. Rút 3 cái ra. Ủng hộ shop dài dài nè, rồi cảm ơn chị Ngọc Nana rất là nhiều nha. Đầm hoa, nếu mà đầm hoa đuôi cá em mới vừa mặc là giá 215.000, mã cho em 251 và eo 75, ngực 96-97 đô lại chốt giùm em nha mấy chị nha. Phía trong có lót giùm em ha. Màu nu hiện tại còn 3 cái nha mấy chị nha. Chất vải rất là đẹp mấy chị. Cho chị cái mắt quý vị. Rồi coi giùm em zoom nha mấy chị. Dùm vé mà mọi người hỏi sớm giờ đây. Em đang thắt phía nơ phía đằng sau nha mọi người nha. Hồng đang thắt nơ phía đằng sau. Xíu Hồng sẽ thắt nơ phía trước cho các bạn xem nha. Cái này dùm sang á. Và chị nào mình tròn tròn hơn một tí, mình mang mình thắt dây nó đỡ nhăn hơn em. Vì em có 58 thì thắt nó sẽ hơi nhỏ cái eo một xíu. Đây. Đẹp nha các chị nha. Có túi cho mình. Phía sau này có nơ cho các chị. Hãy cho em thắt nơ phía sau nè. Eo bao nhiêu cục bấy nhiêu mấy chị nha. Mẫu này eo tối đa là 94. Nhưng mà chị nào eo 60-58 mặc vẫn được. Tại vì tặng kèm thôi dây thắt eo. Eo mấy chị bao nhiêu mấy chị cột lại thắt lại giùm em ha. Mã cho em là, mã zoom là 253 nha mấy chị. 253 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha.
giới thiệu màu đi. Rồi mình có nhiều màu luôn nha mấy nàng nha. Ở đây mình có là màu vàng nè, màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu đen với lại là màu hồng cho em. Màu hồng thì sang chảnh cho mình. Và các chị để ý giùm nha mẹ em nha, ống rất là bự, chân rất là dài. Giống như em cao thành ra lại chân rất là dài cho mình luôn. Và cái kiểu nó gần gần như mẫu này được không? Nó đều có viền cho mình. Mấy cái này là viền trơn, còn đây là viền ren được không ạ? Set này 195 của em sẽ là 215, vải khác nhau mọi người nha. Cái này tại vì vét phong vải sẽ đứng hơn và cứng hơn cho mình nha. Ok chị Nguyễn Ngọc Anh, 251 màu đỏ, lấy màu đỏ đây giùm chị quá. Đầm hoa đang cầm eo bao nhiêu? À đầm hoa hồi nãy là eo 75 nha mấy chị nha. Eo 75 đó lại chốt nha. 215 ngàn cho cái đầm hoa mã 251 em ba màu hồng, nâu với lại là màu đỏ đó. Đó. Rồi ai chốt màu nào ghi liền màu đá, màu đỏ hình như còn có 1 cái không chị? Hai cái. Hai cái thôi nha mọi người nha. Màu đỏ còn 2 cái. Màu nâu em cũng còn tầm 3 cái, màu hồng của em còn 3 cái là hết luôn. Đầm hoa đang còn số lượng hơi ít nha mấy chị, có thể chốt liền cho em. Màu đỏ thì em chưa mặc thôi nhưng mà form mấy trang nha, em cũng đã đưa hình còn vải cho mấy chị xem rồi, có gì mấy chị chốt giùm em nha. Nguyễn Ngọc Anh em thấy đơn rồi nha. Bộ đen hồi nãy không có mặc rồi ấy. Chưa, bộ đen chưa mặc má. À, ý là cái form này, cái form này thì không có mặc rồi, có điều màu đen thì không chưa mặc, xíu không mặc cho xem nha. Hello mấy chị mới vào nha, muốn coi mẫu nào thì báo em. Những mẫu này em chưa mặc em vô lên cho mấy chị xem trước ha. Nhá hàng trước xíu nữa là bên em có thời gian bên em mặc hết luôn. Cũng muốn mặc hết lắm, nhưng mà tại vì có một bàn mẫu à, thành ra không có thay liền liền cho mấy chị được. Chị Nguyễn Ngô Hiền ơi, chị chốt cái đầm hoa màu hồng. Nếu mà chị chốt mẫu này nè, chị ghi cho em là 251, bổ sung thêm cái mã cho em là 251 nữa và inbox địa chỉ cho em, đã được ưu tiên chốt đơn trước nha mấy chị nha. Chốt thì mấy chị cứ ghi giùm em là mã nè, màu nè, số điện thoại nè, và sau đó gửi nhẹ cho em xin cái địa chỉ để em ưu tiên chốt đơn nhanh hơn mấy chị ha. Chị thấy comment chị... không? Hôm qua em bị ẩn comment hu hu, trời thương quá. Bây giờ mới thấy comment của Nguyễn Thúy Nga nè, còn hôm qua thì không nhớ là chị comment cái gì. Hôm nay chị coi được mẫu này thì chốt giùm em, còn nếu mà muốn chốt cái mẫu hôm qua thì mình chụp lại cái hình sản phẩm đó gửi về mắt cho em nha chế nha. Rồi, các chị ơi, ai bị ẩn comment thì mình nhớ nè, em hướng dẫn mọi người cách đỡ ẩn comment nha. Mình chia sẻ livestream về trang cá nhân hoặc là một cái chỗ nào đó mà mình có thể là mình chia sẻ được ha. Sau đó thì mình có thể comment lại giùm em coi em thấy chưa, tại vì Facebook thì nè, nếu như mà mình không quen biết nhau thì nó sẽ không cho mình thấy nhau luôn, được không? Và nếu mình quen biết nhau thì nó sẽ hiện comment lên. Được chưa? Cho nên là mình phải tạo cho Facebook hiểu là mình đang biết nhau, mình chia sẻ like, mình ok, Nguyễn Ngô Hiền nằm màu hồng thấy đơn nha, rút màu hồng lên chị đi. Hôm nay vậy là hai cái màu hồng. Không có màu hồng đúng không? Một luôn. Ủa hồng bên kia còn không ta? Chắc còn nữa chứ. Nhưng mà còn mà. Ok. Rồi ai chốt cái mẫu em đang mặc ghi em mã là 253 nha các chị em nha. 215.000 cho dung đang mặc. Em có 5 tông màu, nhưng mà riêng màu đỏ và màu đen thì mỗi màu em chỉ có một cái thôi. Chị nào mà chốt màu đỏ màu đen thì comment luôn cả địa chỉ trên like này cho em nha mấy chị nha. Chứ nhiều chị cho xong chúng nó đổi không lấy, mà có nhiều chị vào sau thích mà lại không có hàng ha. Rồi thay vì cái nơ này mình buộc phía sau cho eo nó nhỏ thì mình có thể mình buộc phía trước luôn để tạo ra một cái kiểu lạ lạ cho mình ở đây. Ok chị Ngọc Ánh là chút màu hồng màu đỏ luôn, ok em thấy đơn nha. Chị Suni chút giùm hồng thấy đơn nha. Ra đơn phía trước nè mọi người. Đó, ai chốt cái này comment nhanh cho hồng, mã là 253 cộng kèm màu và số điện thoại nha. Mã dâm là 253, mã set á, mã set tiền ren là 250 nha mấy chị nha. Ok chị Thái Hằng chốt set 250 màu đen thấy đơn nha. Inbox địa chỉ liền cho em nha. Nhân viên dễ thương, hôm qua em chốt hai cái mà bị ẩn, sáng nay hỏi là nhân viên đã chốt lại cho em rồi. Ok chị Thúy Nga ha. Rồi ok Thái Hằng, em thấy comment của mình rồi nha. Rồi nhanh tay lên đơn cho em nè mấy chị. Những cái mẫu set á mấy chị có chịu khó kéo lùi like coi giùm em nha, tại vì bên em tuy là like trực tiếp nhưng mà mấy chị có thể tua đi tua lại được, giống như cái kiểu mà mình coi YouTube đó mấy chị. Đây nè, nếu mà chị không biết em hướng dẫn ha, đây mình nhấn vào màn hình cho em, nó sẽ hiện lên cái dòng thời gian, mình cầm cái nút trắng mình kéo ngược lại thì nó sẽ là chạy về theo cái hình ảnh giống như mình đang coi clip gì đó. Bên em like trực tiếp nhưng mà tụi em là hiện đại ở chỗ đó mọi người ha, không có bị mà ví dụ như nhỏ nãy mang cái này là coi cái này hoài luôn, không có, mình kéo tới kéo lui được, mình đi thông thả đi chơi đi vui được hả các chị ha. Ví dụ như hai cái mẫu này em mặc rồi, mình kéo là mình coi thoải mái, khỏi phải sợ không coi được phải chờ đợi gì hết, không có nha, thoải mái mình em kéo lại coi đi nhá. Mã cho em cái này sẽ là 250 nè. 250 có 195.000 thôi, mã là 250 nhưng mà giá là 195, tương tự vậy mã 251 ở này giá có 215.000 ha. Cái giá nó còn nhỏ hơn cái mã nữa mọi người. Thì màu khác đi. Rồi bây giờ thì em sẽ thay qua màu khác luôn nha. Baby doll chút xíu em sẽ mặc sâu nha các chị nhá. Rồi
hay chị ra video đi. Video màu đỏ. Màu đỏ đi. Rồi bây giờ em hay quay video luôn cho chị mình đỡ chờ đợi ha. Với màu khác thì mấy chị cứ nhìn form dùm em, tại vì bên đây nó mặc thử một màu là lên form cho mấy chị xem rồi, thì màu khác form dáng y chang nhau, nó chỉ khác màu thôi nha mấy chị nha. Muốn con màu nào báo em sẽ vô ra cho mấy chị xem ha. Rồi đợi một cái xíu bên em đi thay cái đầm Babadon cho mấy chị xem ha. Chốt xét kia cho em mã 250 nha mấy chị nha. Còn cái chốt cái đầm hoa đuôi cán ghi cho em mã là 251. Chốt zoom thì ghi cho em là mã 253 nha. Ok chị Ngọc Bi, đợi em tí xíu nha. Đứa này chứ móc á. Lấy khách lấy zoom một vài cho khách con chị nha. Zoom 215.000 mấy chị nha, 215.000 cho zoom màu vàng đó chị. Màu vàng này cũng tươi lắm nha, và là thực dạng là vàng nghệ chứ không phải vàng chói đâu. Yên tâm dùm em là chị nào da trắng hay da ngâm mặc cũng được, da trắng thì mặc màu gì cũng được rồi đúng không mấy chị. Còn da ngâm thì mình hơi kén kén một tí xíu, nhưng mà em nghĩ là tông màu hồng, màu vàng với là màu kem á thì dễ mặc cho da ngâm hơn. Eo này là tầm khoảng là 90, nhưng mà cái chị thấy không, 94, nhưng mà cái chị thấy em eo có 80 thôi. Nhưng mà em bé vẫn rất là ok các chị nhá. Tại vì em bao nhiêu bụt bấy nhiêu, thành ra mình không có kén thôi mọi người. Em bao nhiêu có bụt bấy nhiêu thôi. Zoom 253 thì khoảng tầm em 94 đô là sẽ mặc vừa nha mấy chị nha. Không quan trọng là chị mấy chị cao bao nhiêu đâu. Nếu mấy chị cao thì mấy chị chịu khó cắt lên một tí xíu là được ha. Ok chị xí đục camber. Chốt 253 màu hồng. Trời nó đổi cái nào cũng đít thẩm đít bẩm hết trơn. Không có cái nào mà nó thơm tho được luôn. Rồi baby doll đây các chị em nhá. Dâm giả vest của mình sẽ là 215.000, mã là 253 cho mình, em mới mặc rồi ha. Mét 50 mặc không dài đâu bạn. Một là bạn lên càng thiết đôi dép cao quá giống mình nè, còn hai là bạn lên like một xíu cũng được ha. Cái mẫu này bạn lên like một xíu cũng được, không có sao cả. Cái này bạn chỉ cần lên like cái gì nè, một tí thôi là nó sẽ ngắn lại cho bạn rồi. Mà được cái là mấy cái này là bạn mang sẽ ăn gian chân cho bạn rất là tốt nha. Rồi dâm 253 của mình là eo tới 94 lận mấy ngàn nè, cho nên là 60-65 thì cũng vừa dùm hồng nha. Và dù mình nhỏ, ví dụ hồng 45kg hồng mang rộng thì mình có cái dây eo mình hắt lại ra một cái dâm riêng của mình luôn, được chưa? Rất là nó dễ mang. Nó sẽ nằm đỏ sau lưng. À màu đen. Màu đen là cái này ta bầu mang được thoải mái. Baby doll 195 sẽ đi. Cái 195.000 mấy chị. Tuy là em chưa mặc màu đen nhưng mà chịu khó kéo rồi là em đã mặc màu vàng, màu xanh, màu hồng rồi nha. Form dáng y chang ngay nhau, nó chỉ khác màu thôi nha mấy chị. 250 cộng số điện thoại cộng màu set là giá 195.000 nha. Rồi đầm này đầm đỏ nè các chị. Cái đầm này với lại đầm này hai màu cho nó khác nhau. Cái này ghi mềm hổ cẩm nha. Cái đỏ treo này là hổ cẩm, còn cái này là vàng giùm em, và em đang mặc đây là đỏ nha các chế nha. Mã cho em sẽ là 252, 195 thôi, bên trong có lót nữa. Đây cái đầm này bên trong có lót mình nữa. Dày dặn các chị, và phía bên trên nó có những cái đường sọc như này. Vậy này là vải cát quá chị, lấy chị cái màu vàng đi. Vải cát nha. Cái mẫu này mấy chị lấy trong bịch rồi, mấy chị không cần ủi luôn cũng được nữa. Đây nè, coi em chất vải nè. Đây nè, rất là dày dặn, yên tâm dùm em là không có sợ mỏng nha mấy chị nha. Cái này là vừa hoa mà vừa viền thổ cẩm, rất là sang. Mẫu này bầu bì hay chị nào 70kg rồi mặc vừa. Nó đã dày rồi mà nó còn có lót nữa nè mấy chị. Giá là 195.000 dùm em nha. Dạng form Babydoll mà còn tay cánh dơi, yên tâm dùm em, ngực mấy chị to cỡ nào cũng mặc vừa nha. Rồi Babydoll này sale giá mọi người có 195, vải siêu đẹp luôn. Và nhìn cái này thì ai cũng nghĩ là trên 200 cả, chứ chả ai biết nó là dưới 195 như thế này đâu nha các chị nha. Những chị nào mà 70kg bầu bì mang thoải mái dùm em luôn. Em mét 58 mang đụng gối. Chị nào mét 6, mét 65 mang lên một xíu, nhưng mà tầm 1m7 mang ngắn. Còn mét 65 đổ xuống. Ok Vân Nguyễn 252 màu vàng dùng đơn. Ok Mỹ Lệ set 250 màu hồng. Chuyên hạ 252 vàng đỏ khách cũ thấy đơn nha. Mày mang dễ thương mà thoải mái nữa. Tay của nó dạng như tay Nhật Bổ các chị. Đây, nó bự hơn các chế ha. Nó có cái độ đỏ cho mình, siêu dễ thương luôn. Phía sau, phía trước có cái viền nhìn giống thủy thủ các chị ha. Cái này giống viền thủy thủ không? Nhìn nó sang sang, nhìn nó hay hay ha các chế ha. Và phía bên dưới của mình đây nè. Đấy, rộng rãi, dễ mặc vô cùng. Những chị em nào thích rộng rãi, thoải mái, mặc nhà cũng được luôn các chị em nha. Và có 195 cho mẫu đầm này thôi. Chị em nào chốt đi cho em là 252 cộng kèm màu và số điện thoại nhá. 195 nghìn. Màu đã đang mặc màu vàng với lại màu thổ cẩm ở trên cho hồng luôn nha. Màu nào cũng được hết, còn treo là còn hàng. Ok Vi Thanh nha, chờ đầm này nãy giờ lấy em hai cái đầm bao đôn đỏ vàng.
À, Vy Thanh thì comment cho em mã là 252 nha chị nha, bổ sung thêm mã cho em nha. Không có mã khó chốt không nha các chị em nha. Đầm đang mặc mã 252 mấy chị, màu đang mặc kia giùm em là màu đỏ nha. Còn phía trên cũng có đỏ nữa nhưng mà ghi giùm em là thổ cẩm đi, tại vì nó tới hai tận tông màu đỏ mà mấy con mấy chị ghi đỏ không biết chốt đỏ nào. Đang mặc ghi giùm em là đỏ, còn phía trên ghi giùm em là thổ cẩm nha, thổ cẩm với vàng. Ok Hà Hà chốt 252 màu vàng thay đơn, Huỳnh Tuyết chốt 252 màu vàng thay đơn, Vy Thanh 252 đỏ vàng, Nguyễn Trinh 252 màu gì chế ơi, Mèo Mèo 252 màu vàng thay đơn luôn nha. Mẹ Mon 252 màu vàng. Ờ ok mẹ Mon 252 màu vàng thay đơn. Xét em mặc rồi nha Giang Hương Nguyễn Thị nha. Em nhận được hàng rồi, váy đẹp lắm luôn, áo ủng hộ sát dài nè. Đầm đỏ trơn sâu lưng. Đầm đỏ trơn đó là dùm chứ không phải là đầm đâu chị ơi. Dùm này màu đỏ em có một cái duy nhất thôi. 215.000 mã cho em là 253 cộng xuân thoại cộng màu. Em đã mặc rồi nha mấy chị nha. Đang mặc 195.000. Ok Nguyễn Trinh nha mấy chị ơi, nhớ inbox địa chỉ để được ưu tiên chốt đơn trước nha. 195.000 cho đầm đang mặc nha. Màu đang mặc kia giùm em màu đỏ. Lấy cái thổ cẩm xuống cho chị này. Còn cái màu này thì mấy chị ghi đây là thổ cẩm, cho khỏi nhầm nha. Được, tại vì hai nó là hai tông màu đỏ. Đây là được gọi là thổ cẩm nha mấy chị nha. Đây là thổ cẩm. Còn đang mặc ghi giùm em là đỏ nha. Đỏ thì nó sẽ có viền thủy thủ, còn thổ cẩm thì không nha. Nó hơi khác nhau một tí mà tại vì form nó giống nhau nên em nên cho nó vô một mã luôn các chị. Ok Nguyễn Giang 253 màu đỏ thấy đơn nha. Rồi mấy chị ơi nhanh tay inbox địa chỉ nha mấy chị nha. Set mấy bạn ơi, em mấy bạn tầm khoảng là 86 đổ về là vừa nha. Với set để mình dơ cho mấy bạn xem luôn. Em mặc 3 màu rồi đó mấy chị, chịu khó kéo lùi lại ngay từ đầu like. Em mặc set này đầu like luôn nên mấy chị kéo lại đầu like mấy chị coi giúp em nha. Đây. Như vậy nó nhanh hơn rất là nhiều khi mà chờ bên em mặc. Set này ạ. À? Màu đen, màu vàng, màu xanh, màu hồng và màu kem nha mấy chị. 195.000 set mã cho em là 250. Ngực 100 và eo 86 87 đô lại chốt nha. Ai em nhỏ thì nó sẽ có bo chung rất là dễ. Cảm ơn chị Ngọc Hà nha, mới nhận được đầm vải đẹp shop. Cảm ơn chị rất là nhiều. Quỳnh Hoa chị chốt đầm đang mặc màu đỏ thì chị comment cho em mã là 252 nha chị, bổ sung mã cho em nha. 252 là ok nha. Comment cho em số 252 là mấy ok. Chị ơi bên em có ghi cú pháp chốt đơn phía dưới nè, mã màu xuân thọ về mong vị chị, mấy chị cứ nhìn theo cú pháp nó chốt đơn giúp em nha. Rồi chị nào con chốt này lên liền giùm em, cái này nó xinh đúng không? Thường baby doll nó sẽ kiểu hơi sẹp sẹp nhưng mà cái mẫu này mặc dù vải mềm mà nó 195.000 cho đầm đang mặc, còn zoom á, zoom viền là 215.000 mã 253 nha mấy chị nha. Ok Thu Thủy 252 vàng cộng thổ cẩm nha. Đầm đang mặc là 195.000 mã là 252 giùm em các chị nha. Còn cái zoom này mã là 252. 253 là đang mặc, cái này là 250. Của em là 252. Của em là 252 các chị, còn cái này là 253 nha. 195 cho em đang mặc và 215 cho cái zoom này nha các chị nha. 195.000 ok vợ Nguyễn Thị Trang 252 màu đỏ thấy đơn nha. Đang mặc là đỏ nha mấy chị nha. Phía trên là thổ cẩm và vàng. Mấy chị nhìn màu chốt giùm em nha. Tại vì nhiều khi mất công là hai màu đỏ mấy chị mất công chốt nhầm á. Đang mặc là đỏ, đang mặc là đỏ mấy chị. Phía trên em treo là màu thổ cẩm và màu vàng nha. Ok Hà My Nguyễn 252 thổ cẩm thấy đơn nha. Rồi Trần Đăng Vĩ lấy mã 252 màu đỏ là màu em đang mặc ok chị đẹp luôn. Đầm đang mặc có 195 một cái thôi. Form baby rất là đẹp và tay của mình giống như tay Nhật Bản luôn các chị ha. Nó sẽ phồng như thế này nè. Dài và kiểu cho mình, xem đầm đỏ trên đầm hoa. Đầm này hả? Vàng, đầm đỏ trên hoa vàng. Cái đó được gọi là thổ cẩm á chị. Màu đó được gọi là màu thổ cẩm nha. Mấy chị nhớ mất địa chỉ cho em nha. Mấy chị ghi đỏ thì em sợ là bạn nó lộn cái em đang mặc nên mọi người ghi thổ cẩm như nè. Cái này là thổ cẩm, họa tiết này được gọi là thổ cẩm nha. Quy định như vậy cho mấy chị dễ chốt đơn khỏi nhầm. Đây là thổ cẩm. Còn đang mặc là màu đỏ giùm em ha. 252 đỏ hoặc 252 thổ cẩm còn xếp lại cho em 191 một cái thôi. Form siêu đẹp luôn, thiết chế vải rất là đẹp và mát cho mình, dễ mang vô cùng luôn ấy. Này thì mình phải có phần lót cho các chị nữa nên rất là dày dặn cho mọi người có độ phồng ra mang siêu baby. Chị nào bầu bì mang được, mình hơi tròn người mang được luôn ha. Hoặc là chị nào mét 7 thì mình mang cái này mình thêm phong quần cho em nữa là rất là xinh. Cái này thì em 1m58 hoặc 1m6, 1m63 gì đó mọi người mang không cần phong quần bên trong nha. Đây em mang đến gối rồi được không ạ? Bên mà trong gối luôn rồi chứ. Nha. Đây. Đó. Ok Minh chúc 252 màu đỏ thấy đơn mất vị trí cho em nè. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em màu đang mặc giùm em màu đỏ 195.000 mã 252 giùm em nha mấy chị nha. Đó, có màu vàng phía sau và có màu thổ cẩm nữa nha. Set còn không ạ? Set em còn nha mấy chị nha, còn đủ màu nha. Rồi em đọc lại cái mã cho mình để mình dễ chốt nha. Set của em đây là mã 250 giùm em ạ, 195.000. Mã 250 195 ha. Rồi tiếp theo là đầm này mã là 251 giùm em. 251 này là 215.000 được chưa ạ? Ok, Bích Ruby 252 màu đỏ thay đơn nha. 252 để em ạ.
Dùm màu đen em không mặc mấy chị, tại vì có một cái thôi nên em không mặc nha. Mấy chị nhìn thấy có hồi hồng chút giùm em ha. Bé bắp ơi, thiếu số điện thoại bé bắp nha. 1m6 thì 252 gì tới đâu, 1m6 giống y chang em nha. Tại vì mình hơn nhau có 2cm nè. Đến ta không thấy nào cao, thấy nào trơn á. Chúc cho viên viên 252 màu vàng khách cũ nha. Ngọc Daria 252 đỏ vàng thấy đơn nha. Rồi đây, mã này cho mình sẽ là mã 251 nha mấy chị em nha, 251. Mẫu này em mặc rồi, mấy chị chịu khó kéo lùi lại la coi giúp em nha. Mặc rồi 215.000 mã 251. Viên chốt đang mặc là xe. Màu đang mặc là vải cát nha mấy chị nha. Ok, tiếp nghi 252 màu vàng thấy đơn nha. Khỏi cần ủi luôn, về cứ vũ ra mang thôi, khỏi ủi nha, vải nó không có nhăn. Màu đang mặc ghi giùm em màu đỏ nha mấy chị, màu đỏ nha. Thêm màu cái vàng cái set này thì hồi nãy em có mặc cái màu khác rồi, mọi người kéo lại coi form nha. Rồi xíu nữa có thời gian sẽ mặc màu đen cho mình. Rồi bây giờ em thay qua màu vàng cái đầm này cho mọi người coi nha. Bây giờ sẽ thay màu vàng mấy chị, màu đang mặc nhớ nên là màu đỏ nha. Coi chuyện chốt nhầm ha. 195.000 mã cho em 252 cộng số điện thoại cộng màu và inbox địa chỉ liền cho em ha. 195.000 nha mấy chị nha. Chốt mấy chị ghi, chỉ cần ghi đúng cú pháp giùm em nè, mã nè, màu nè, số điện thoại và mấy chị inbox địa chỉ liền là sẽ có đơn mấy chị ha. Set màu đen đang treo là có tận 4 màu phía trên nữa mấy chị. Mã cho em 250 giá 195.000 nha. Ok, chị cà hướng 252 màu đỏ thấy đơn nha. 195.000 nha mấy chị. Rồi, 252 màu vàng đây. Đó, yêu cầu sao là hết trơn rồi đó mọi người, lên đơn liền. Mã cho em sẽ là 252 cái chị nha. À, bị ngắn hả Nguyễn Nha ơi, bạn cao bao nhiêu vợ? Nếu mà mét 7 là ngắn thì mét 7 là ngắn. Mét 65 đổ lại thì được. Cái này rất là xinh đúng không? Nhìn ai cũng thích á. Đủ mọi lứa tuổi đều mang được, bầu bì hay là không bầu bì đều mang được dùm em luôn nha. Mới sinh xong mang che bụng luôn. Nói chung là cái mỏ đó mấy chị chưa bầu mang được, bầu mang được và sinh xong mang được luôn mấy chị ha. Nó phải giống như mấy kiểu đầm bầu, cái dạng mà dạng đầm bầu, mấy dạng đầm bầu là mấy chị mà chỉ mặc được lúc bầu thôi, chứ sinh xong là mặc thì nó kiểu cái form của nó kỳ lắm. Còn cái mẫu như em là dạng babydoll nên thành ra mấy chị chưa sinh hay đang bầu hay là sinh xong đều mặc được mới chứ. Chị nào mà ốm ốm như bạn mẫu mặc nó thấy đầy đặn người ha. Còn chị nào mà mình 70kg mình hơi khó tìm đồ thì yên tâm giùm em, mẫu này em bao vừa với mấy chị nha. Form đẹp, nhìn dưới lại cái màu vàng nó hơn cái màu đỏ. Hoa hướng dương bây giờ em mới thấy chị nè. Ok, Quỳnh Vân 252 màu vàng thấy đơn, Trần Diễm 252 màu vàng thấy đơn nha. Hồ Cảm xíu sẽ mặc nha chị bé bắp nha. Mới vừa thay màu vàng mà chị đợi em tí xíu ha. Váy hồng vừa cầm bao nhiêu? À cái này á hả? Cái này sẽ là 215.000 giùm em nha. Mã là 251. Cái này dạng đuôi cá nhẹ, phía dưới sẽ tà nhẹ luôn chị. Đẹp lắm. Cái phần đuôi nó siêu đẹp luôn, phía bên trên gấp giùm em nha và có dây kéo. Ok. Hà Tiên Yumi chúc 251 màu hồng, em bóc địa chỉ cho em nè. 1m7 thì mặc ngắn rồi. Nguyễn Giang ơi, chị chi bóp cho bạn mẫu nhà em một miếng đi. Là chị sẽ mặc vừa đạo đồ nhà em luôn. Đây nè. Của Đích Thẩm nè. Xí đụt kem bơ Đích Thẩm. Đặt cái tên mà đọc thấy rất mệt luôn á. Yêu cầu chị xí đụt kem bơ Đích Thẩm lần sau đặt cái tên ngắn gọn dễ đọc chút xíu nha. Khách quen nhà em đúng không? Thổ cẩm nha mấy chị, màu đây giùm em là màu thổ cẩm nha. Còn màu đang mặc là màu vàng. Vàng. Còn cái này màu đỏ cho em nha, đều là 195 hết rồi nha các chị nha. 252 cộng màu, số điện thoại cho em khách chế ha. Trời ơi, ác ghê, biết ta lùng rồi tài bắt ta lấy trên cao thôi. Rồi, ai chốt cái màu vàng này nữa comment nhanh giùm em luôn nha. Mã 252 cộng kèm màu số điện thoại. Ok, Ngọc Phương đỏ nè. Cái set này là 250 nè mọi người. Set này siêu hot luôn á, chị em nào chưa chốt set này mình nhanh tay đi nha. Set 250 này siêu hot. 70kg mặc được nha, yên tâm nha. Mẫu này 70kg mặc được đúng không chị? Mẫu này 70kg đó lại là mặc vừa ha. Dưới màu hồng em mặc rồi thu lương nha, chịu khó kéo lùi la chốt giùm em. Ok, Vi Lệ 252 đỏ vàng thấy đơn nha. Rồi, chị nào chốt cái này nữa thì mình comment. Màu của em sẽ là màu vàng, đây là màu đỏ, đây là màu thổ cẩm. Dùm, cái màu vàng có viền. Dùm 60kg bao vừa. Còn cái mẫu này bầu mặt tới khi sinh luôn vẫn được nha mấy chị nha. Sinh đôi, sinh ba, sinh năm. Chị anh Phi nói. Nguyễn ơi, cái set đang mặc, đang treo này là giá 195.000. Mã cho em 250 nha mấy chị nha. Em lấy giới thiệu set đó anh chị. Rồi, cái set này em có nhiều màu lắm và siêu dễ thương. Tụi em làm rang, cái đó là rang sang các chị nha. Rang siêu sang em cho mọi sang. Người luôn. Đó.
Rồi phần dưới cũng có ren, nói chung là cái kiểu này mang lên cực đẹp. Và các chị thấy không, cái tông màu mà em chọn ở đây là màu nâu, màu hồng, màu xanh với lại màu đen. Màu ở đây có hai màu đậm, đó là màu đen với màu vàng, còn ba màu kia là ba tông màu nhẹ, nó sáng da lắm luôn nha. Mang lên mà cảm giác da mình nó trắng luôn á các chị, trắng lắm luôn chứ không phải là trắng ít đâu, nó không phải trắng thường như màu đen mà nó trắng. 195.000 cho đầm đang mặc, mã là 252 mấy chị. Ok, bibon 252 màu đỏ thi đơn nha, mã là 250 giùm em, 195 cho nguyên set. 80 kg đo giùm em vòng ngực, thì nếu mà ngực của chị khoảng tầm 101 đô là chị sẽ mặc vừa nha chị, tuyết mùa hè nha, cho xem giùm đỏ, mặc váy hồng đuôi cá mặc rồi không mặc lại nha, vải cát nha chị Phi Nguyễn nha. 250 195.000, mẫu này eo 94 đô lại, sẽ mặc vừa màu đỏ màu đen, mỗi màu chỉ có một cái thôi. Chị nào chốt màu đỏ màu đen thì comment luôn địa chỉ cho em nha. Mã 253 các chị nha, 253 mình có hồng, có đen, có nu, có đỏ và có vàng luôn. Chị nào chốt đi liền, rất là dễ mặc. Ví dụ eo nhỏ lấy dây buộc eo lại xong nha, ra liền cái đầm của mình luôn. Các em đang mặc ở đây 195.000 các nàng nha. Vải của mình cái này là vải gì trời? Vải cát. Cát nha, các chị biết rồi nha, em có bao giờ bán vải xấu cho mọi người đâu. Luôn luôn các chị kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Vải không đẹp alo lại giùm em, được chưa ạ? Rất là thoải mái cho mấy nàng luôn, kiểm tra trước khi trả tiền khỏi sợ mất gì hết nha. Ok, ở Mỹ Duyên Hoàng nha. Màu nu còn nha Phi Nguyễn nha, còn treo là còn nha, hàng nha rồi. Mấy chị nha. 70kg 1m52 là vừa cái đầm của em nha. Cái đầm của em là chị bây giờ chị 70kg cao bao nhiêu cũng vừa đó. Bụng thì mấy chị coi em đứng ngang nha. Mấy chị coi cái bụng này đó, dày nè, thêm một người chui vô rồi vẫn được mấy chị ha. Còn cái dạng ngực của nó là tay cánh dơ, mấy chị coi nè, đó cái ngực ra tuốt như vậy thì mấy chị nghĩ đi, 70kg là em bao vừa cho mấy chị luôn. Thương Nguyễn Giang chưa, bất chấp chiều cao luôn. Tại đẹp quá không tưởng được. Em cảm ơn chị Nguyễn Giang nhiều nha. Thử xếp bộ màu hồng, xếp bộ màu hồng mặc rồi nha mấy chị nha. Xét em chỉ có chưa mặc màu đen và màu kem thôi, chứ màu hồng, màu vàng và màu xanh em đã mặc rồi. Mấy chị chịu khó kéo lại đầu like coi giúp em nha. Rồi chị nào chốt cái set bộ này đi giùm em, mã là 250 các chị, nhưng mà giá có 195 thôi nha. Mã thì nghe đáng sợ, 250 nhưng mà giá 195 thôi. Ai chốt nhanh tay, và em khuyên các chị nên lấy hai cái tông màu lạ của em, đó là màu hồng, màu xanh. Ở hai màu này em mang đẹp lắm luôn, mà kiểu như là mình mang đi cà phê người ta phải nhìn mình, tại vì cái màu sắc nó quá dễ thương và nó lạ nữa ha. Còn chị nào mình không có thích nở thì mình lấy cái màu đen, màu vàng, màu nu, ba tông màu nó nhẹ nhàng hơn cho mình. 195 cho nguyên một set, quần rất là đấy, rất là dài, ống quần rất là lớn, không có gọi là tiết kiệm vải gì hết trơn á, lên pha miễn đẹp là được các chị. 195 cho nguyên set nha, ai chốt comment là giùm em luôn ha. Ok chị bà Mon chốt 252 màu đỏ thấy đơn nha. À, dùm đỏ eo 90 vùi nha Trang Thùy nha. Màu đen đo eo tới 94 lần chị. Bên em bán giá sale trên line rồi nên không miễn ship nữa nha mấy chị nha. Mấy chị mua nhiều thì mấy chị đỡ tốn phí ship thôi, cho bên em không miễn ship nữa ha. Rồi cái đầm baby doll của em, ai thích chốt liền cho em mã là 252 nha. 195.000, hôm nay mình sẽ có hai cái mẫu hình rìa nè, là 2195, hai cái mẫu ở giữa của mình là 215, được chưa ạ? Chị nào chốt cái mẫu của em thì ghi giùm em là 252. Chốt cái mã set này á, trời quá rẻ, 195 mình nghe không thể nào tưởng tượng được. Mã là 250 nhưng mà giá 195 nên chắc chị nha. Còn cái zoom này mã là 253, 215, đây là 251 cho em 215 luôn. Xét bộ thì mấy chị đo giùm em ngực 100 và eo 86, 87 đô lại, chốt giùm em vải coi giùm em nè. Đây mấy chị coi mấy chất vải nha. Ngực 100 và eo 86, 87 đô lại chốt. Mã là 250, còn giá là 195.000 nha mấy chị nha. Màu siêu đẹp luôn. Màu các chị thích màu nào chị quốc màu đó liền. Em cam kết là không bao giờ bị mặc rồi. 1m65 yên tâm vậy, em không sợ ngắn nha. Thay qua thổ cẩm cho chị đi. Rồi vì em may theo thổ cẩm luôn nha. Ok chị xí được chốt 250 màu đen thấy đơn nha. Chị Trang Thùy, nếu mà chị lấy giông đỏ chị comment cho em mã là 253, cộng số điện thoại cộng đỏ và comment kèm theo địa chỉ cho em luôn nha. Giông được tặng kèm đai luôn nha mấy chị nha. Giông em mặc màu hồng rồi, mấy chị coi giùm em các màu phía trên nha, tại vì hôm nay bên em có một bàn mẫu nên không thể mặc được hết màu cho mấy chị xem được á. Xếp đen mà đợi em xíu em mặc cái thổ cẩm xong em mà xem mặc qua xếp đen cho mấy chị xem nha. Mấy chị ở set á thì form nó giống với trang nhau thôi, nó chỉ khác màu thôi mấy chị. Mấy chị coi được cái mấy cái màu kia thì mấy chị nhìn thấy màu đen thì nó dễ mặc rồi ha. Màu đen mang gọn lắm luôn á, rất là gọn người, cái mẫu đó màu đen nên sang nữa. Nói chung là đáng cái bộ này á, cái lần đầu tiên về nó có màu đen thôi, nhưng mà tụi em là làm thêm nhiều màu cho mình nữa để mà mình có cái sự lựa chọn cho các chị ha. Nên mẫu này nếu mà các chị lấy màu đen rồi thì mình nên lấy thêm cái màu hồng, màu xanh cho em nữa, tại vì những cái màu khi mọi người mang cảm giác nó lạ mắt, nó siêu đẹp luôn á. Hà Tiên Du ơi, em có thấy đơn của chị rồi nha. Ok chị Phi Nguyễn 250 màu nu màu hồng thấy đơn nha. 195.000 cho đầm đang mặc, mã 252 nha mấy chị. Màu đang mặc kia giùm em là thổ cẩm. Màu rất rất là trắng da và mang lên rất là tự tin luôn các chị ha.
kiểu là Mang không có sợ, đôi khi mình quá mệt mỏi với cái việc phải lựa đồ. Mang cái gì quốc cho em cái đầm này. 70kg đó là em bao vừa, mẫu nha em 45kg nha mấy chị nha. Mẫu này 45-40kg vẫn mặc được. Nói chung là 70kg đó là chốt. Ok Trang Thùy chốt dung đỏ lấy dung đỏ đây em chị đem. Dung đỏ là 215.000 nha Trang Thùy nha. Nếu mà lấy đen thì ghi giùm em đen luôn, tại vì đen cũng chỉ còn một cái thôi. Ok Mon Mon 252, 2 vàng 1 đỏ dùng đơn. Set 62kg bao vừa nha chị Viên Viên nha. Cho xem lưng quần của set. Cái lưng của nó phía trước là dạng lưng giống như là lưng trơn. Phía sau lưng bản, phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun nha mấy chị nha. Đẹp nha, thun đều chứ chả phải là. Với lại thun này phải không phải thun lật bản. Các chị có nhiều cái phong quần của mình đó, nó lật bản giống như cái quần legging đồ. Cái này là không phải là quần lưng lật bản đâu nha. Mang nó thoải mái không bao giờ bị lật bản như em luôn. Hơi bị đẹp luôn. Set này trời ơi mang mà các chị có thấy mà không ghiền mới lạ luôn á. Mang về một set nào em ơi còn màu không cho chị một bộ trời ơi. Zoom có túi yên tâm giùm em, zoom có túi nha mấy chị nha. Rồi ai chốt cái đầm này của em đi cho em mã là 252 nha, 195 à. Ba tông mọi đang mặc là thổ cẩm, cái này là đỏ và trên là vàng kim. Form siêu rộng rãi thoải mái cho mọi người, nhưng ai gầy vẫn mang được nha, tại vì nó không có ôm dáng của mình. Chả ai biết mình gầy hay mình tròn cả đâu. Mang lên rất là xinh như thế này luôn. Đó. Để khách còn bông vàng nhỉ. Bông vàng. Bông vàng mặc rồi mấy chị. Mới mặc xong luôn. Đây, 195.000 mới mặc xong luôn nha mọi người nha. Nó sẽ có viền ở trên và cả viền ở dưới nữa, độc quyền một mình màu vàng có cái này thôi. Ok Yến Tâm chúc 252 màu hồng thấy đơn nha. Em đang mặc 195.000 nha. Mấy chị ơi mẫu này bầu em bao mấy chị mặc tới khi sinh nha mấy chị nha. Mấy chị mặc tới khi sinh luôn vẫn được, mấy chị sinh đô sinh ba mặc vẫn được nha. Không bầu vẫn mang được nha mọi người. Với cái này là đầm bầu đâu cho nên là ai mang cũng được ha, rất là tiết kiệm. Tại vì đôi khi mình lên ký mình rớt ký mấy này không ai biết gì cả. Cái kiểu của nó là sợ phồng phồng, cái này form cũng khá là dài cho mình nữa. Baby doll rất là xinh, có 195, vải thì mát bao mát trời. Cái vải của nó nằm trên tay mà các chị cảm thấy nó mịn màng nữa kìa. Ai lấy chốt liền cho em là 252 nha. Cảm ơn chị Ngọc Yuri nha, hàng dâm đẹp lắm sắp à, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi chốt cho em cái mẫu đầm đang mặc, ghi em là màu đang mặc là thổ cẩm, phía trên em có treo là đỏ và vàng. Ghi cho em 252 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha. Rồi chị nào muốn chốt xét nữa thì mình nhanh tay luôn cho em nha. Lưu ý giùm em là cái giá trên live là tại vì em muốn là khách biết nhiều hơn sắp mình, thành ra là lên live em luôn luôn em xem giá, nhưng mà kết thúc live thì giá không còn như vậy nữa nha. Đầm này em bán bình thường cũng là 265.000, lên live em xem 195, chị nào chốt trên live mới được giá này. Sau khi em kết thúc live rồi thì giá của em sẽ chốt 265 chứ không phải chốt như vậy nữa đâu nha. Cái set này là bình thường là 295, hôm nay lần đầu tiên mà em cho ra mắt luôn, em sell các chị 195, mã là 250 được không? Chị My Trà, chị chốt thổ cẩm và vàng, chị bổ sung cho em mã là 252 cộng với số điện thoại. Chúc cho Vi trên 252 vàng thổ cẩm, chúc cho Banda thổ cẩm thấy đơn nha. Chị Thu Hòa chúc 252 màu đỏ thấy đơn nha. Chị mấy chị ơi, quần áo nó cũng sẽ giống như đồ ăn vậy đó mấy chị. Có người là thấy ăn cái món nó thấy ngon, nhưng mà bù lại có người thì thấy nó không ngon. Giống như quần áo có cái mẫu này, có người đẹp, em ơi đồ đẹp lắm em ơi, có người nói em ơi đồ vải xấu quá em ơi. Nó chỉ là tùy theo cảm nhận của mỗi người. Và em tin chắc với cái giá thành tiền như thế này, chất lượng vải nghe như thế này, em nghĩ là 195.000 em nghĩ là mấy chị nhận hàng sẽ rất là ưng ý luôn mấy chị ha. Và nếu như các chị lo lắng về cái việc và chất vải nhà em thì các chị ơi em cho kiểm tra hàng trước thì trả tiền. Cam kết với các chị một câu, chỉ cần các chị kiểm tra hàng không đẹp có quyền dục hàng về cho em, không cần các chị phải bắt các chị phải trả tiền hay gì gì cả nha mọi người nha. Bên em cho để kiểm tra hàng trước hàng. Nên là nếu chị mấy chị chẳng hạn mấy chị mở hàng ra mấy chị cảm thấy không ưng ý chất vải, không thích, không đạo là mấy chị muốn không muốn nhận hàng, thì mấy chị thanh toán phí ship cho bên giao hàng giùm em là được thôi mấy chị ha. Rồi, chúc các chị My Trà vẫn thiếu số điện thoại mấy chị ơi. Thu Hoài ok em thấy mình luôn nha. Cho xem 250 màu vàng. Trần Thu Thảo chúc đơn 252 thuộc cảm thấy đơn nha. 250 màu đen dồn đơn cho chị Vi Thanh luôn. Cái mã là 250 nhưng mà cái giá có 195 thôi nha chị em mình nha. Đừng có nghĩ rồi 250 là giá 250, không có. Mã 250 mà giá 195 cho em thôi. Đây rồi ok nè, hello Thanh Hương. Mặc set bộ màu hồng, trời màu hồng em mặc rồi luôn chị Mơ. Chị Mơ chấm ở màn hình nè, chấm màn hình nha, nó có cái dòng thời gian kéo ngược lại coi giống như coi YouTube giùm em nha. 62kg bao vừa nha Viên Viên nha. Chị Mỹ Du Hồ vui lòng em móc cho em nha. Dùm đen là em 94 lại sẽ mặc vừa lấy dùm đen nhé khách coi em chị với em. Dùm đen có một cái duy nhất thôi à. Thu Thủy 252 vàng thuộc cảm thấy đơn nha. Lon hình là chị bổ sung mã 252 cho em với lon hình. Chị nào chúc trong đen cho em 253 cộng đen cộng số điện thoại và comment cả địa chỉ cho em luôn nha. Những mẫu đã hàng một, còn một cái thì mấy chị vui lòng cho em xin địa chỉ trực tiếp trên live nha. Em thay chị xếp màu đen đi Hồng ơi.
Rồi bây giờ em qua set màu đen chị em mình luôn hả? Ai chốt thủ phạm với chi nhanh cho em luôn nha. Set bộ thì khoảng tầm ngực 100 và eo 86, 87 đô là chốt. Ok chị Út gắn 252 thuộc cảm thấy đơn. Chị Mai lên 252 thuộc cảm thấy đơn nha. Em còn treo là còn hàng. Khi nào em lấy hàng ra có nghĩa là hết hàng thôi nha mấy chị nha. Set bộ là 195.000 mã 250 cho em. Bây giờ em sẽ thay màu đen cho mấy chị xem ha. Còn đầm thổ cẩm, đầm hoa, đầm babydoll hay là đầm đuôi cá cho mấy chị cứ chốt nha. Không biết mẫu nào thì báo em. Ok, viên viên 250 màu nu, dùng đơn thấy đơn nha. Mon mon 253 màu nu dồn luôn thấy nha. Váy đó 75kg eo 90. Chị Thùy Hồ ơi, eo 90 là em bao vừa. Nếu mà ngực chị dưới 101 là em bao vừa luôn nha. Chốt thì ghi cho em là 252 cổng xuân thoại còn màu. Ok, lon hình 252 thuộc cẩm hoa vàng thấy đơn nha. Ý bốc để chỉ cho em luôn nha mấy chị nha. Rồi lên màu đen nha mấy chị. Đây, thấy mấy chị hỏi màu đen không à? Hay là chắc do em treo màu đen phía trước ta? Chắc là đẹp treo đen á. Cái mấy màu chị đẹp. Trời ơi, cái phong buồn mê ly phía trước là vậy, giống như là đai cho em. Đây, đứng gần xem nhé. Đai nè, có chiếc band nè, quá dài chân luôn. Trời, set này siêu phẩm. Các chị biết cái set người ta bán không dưới 250 đó, đảm bảo luôn. Mình còn tùy vải nha. Còn em ở đây bán 195 trên like cho mọi người. Phong quần nó đang nhìn gần nhìn xa, nó vừa lên là nó khó nhìn màu đen lắm luôn mọi người à. Rồi ai chốt comment nhanh cho em luôn đi nha các chế nha. Cho coi màu hoa. À, cho coi cái thuộc cẩm hoa ở đây màu đỏ. Đây cho em màu đỏ luôn, đừng đi cái này ghi đỏ nha. Mã 252 màu đỏ cho em mang rồi luôn. Kéo lại đây coi các em. Like bên em là đang xem, đang like là kéo lại coi được luôn. Chứ không phải là tắt mọi người phải thở hết like mới kéo lại được nha. Nên là các chị kéo lại coi liền em nha. À, zoom hồng, zoom bên em á là giá 215.000 mã 253 mấy chị. Màu hồng, màu nu, màu đen và màu vàng nha. Màu hồng và trắng còn không, không biết là Trang Thùy hỏi cái gì vậy ta. Hỏi cái gì hỏi rõ ra giùm em nha. Mã là 250 giá 195.000, phối ren rất là đẹp các nàng luôn. Đó, nàng nào chưa lấy set này lấy liền cho em đi nha. Quá đẹp các chị ơi. 195.000 cho set như này, cam kết vải đẹp các chị. Cho kiểm tra hạn trước phải phải lo giùm em nha. Bên hông của mình sẽ có cái nơi như thế này các chị. Đây, dễ thương không? Ai có đơn đợi inbox địa chỉ giùm em để mà bên em lên đơn cho mình và tránh trường hợp nhận nhầm hàng shop khác nha. Kiểm tra hàng trước, hàng đẹp mình mới lấy ha. Sẽ đang mặc mã 250 nha mấy chị nha. Ngoài màu đen em có 4 tông màu phía sau nữa. Màu vàng, màu xanh, màu hồng và màu kem ha. Rồi ai chốt comment nhanh chóng cho em luôn nhé chế nha. Đầm vôn hồng mặc thử, mặc rồi luôn tình yêu ơi. Cái này em mặc rồi luôn, em còn có 2-3 cái em hết à. Nếu mà lấy chút kéo lại like coi đi, chấm màn hình kéo lại coi bên em làm trực tiếp nhưng kéo lại eo 75 đô là chốt quá chị. 98, 96, 97 gì đó. Mã cho em là 251 cộng xuân thoại cộng màu. Màu hồng, màu nu, màu đỏ nha. Mẫu đó mỗi màu em còn có 2-3 cái nên chị nào thích thì chốt liền cho em cho hết hàng. Chịu khó kéo lùi lại like coi sẽ nhanh hơn là chờ bên em mặc nha mấy chị nha. Biết ngày nào cũng mua đồ của Châu. Ok chị yêu em, cảm ơn tình yêu nhiều. Rồi zoom hồng giá của mình sẽ là 215 nha các chị em nha. Còn set đang mặc có 195 thôi. À, váy đỏ mới thay mã là 252 nha chị đẹp gái Thanh màu nha. Màu thổ cẩm nha, cái này ghi em màu thổ cẩm nha. Cái này là màu đỏ cho màu vàng cho em nha. Cho màu vàng chính giữa, cho màu vàng chính giữa, tách hai màu đỏ đó. Mẫu này của em có 195 thôi mọi người, 195 nha, form siêu đẹp luôn. Chủ mang dễ nữa, nói chung không có thấy bụng gì của mình hết nha, nhưng mang xương xương siêu đẹp luôn. Set 195, đầm babydoll 195, còn đầm hoa đuôi cá với lại zoom là 215 nha mấy chị nha. Cái váy vàng ngoài cùng là 195.000 ở Trang Phạm nha. Mã là 252, em mặc hết tất cả 3 tông màu của mẫu đó rồi đó mấy chị. Chị Đinh Hằng ơi, chị bổ sung số điện thoại cho em với chị. Mẫu này màu nào cũng đẹp hết nha, màu nào cũng đẹp là màu nào cũng hết hết. Lên cho em mã cộng màu và cộng số điện thoại 250 em giới thiệu cho chị ống luôn. Màu babydoll này. Rồi màu babydoll em đọc lại màu mọi người chốt đỡ lộn nha. Đây màu này màu đỏ giùm em, 252 màu đỏ, 252 màu vàng, 252 màu thổ cẩm, 195.000 một cái thôi. Chị nào chốt đi giùm em đúng mã màu số điện thoại nha. Bầu 8 tháng em bao vừa mặc tới khi sinh luôn nha Trang Phạm nha. Mã zoom là 253 nha Đào Thị Thủy Tiên nha.
Rồi, chị nào chốt cái set đang mặc nhanh tay comment nha. Set ngu rất là đẹp luôn. Các chị nói chung là set này mọi người yên tâm dùm em là 100% rất là đẹp. Và cái mã này mình không có ngại về dáng luôn. Tại vì áo của nó không phải rất tốt hay gì hết, form áo dài cho mình. Nếu như mà các chị thích cái kiểu mà sang chảnh hơn, các chị đóng thùng vô dùm em nha. Đóng thùng vô nó sẽ ra sang chảnh hơn. Ok, đơn hàng. Rất là dài chân. Đây, form quần siêu siêu dài chân mà mọi người thấy không? Form quần là đáy rất là cao, siêu dài chân luôn. Cái này em chưa tới mấy 6 mà dài chân vậy rồi, chứ không phải là do chân em dài sẵn đâu nha. Do cái form quần nó làm chân mình dài. Mã màu cộng sáng họ cho em 250 và giá là 195. Mã là 250, chốt là 250, màu đen nè, màu vàng, màu xanh, màu hồng với lại là màu nâu cho em. Cái này xanh zoom đen đi. Màu lạ cho nó lạ nha. Zoom đen. Zoom đen có một cái duy nhất, mã 253 ha, 215.000 thôi. Còn có một cái duy nhất. Đó, chị nào chốt cho em thì kèm địa chỉ trên line nha. Eo 94 lỗ lại nhưng yên tâm dùm em bên em tặng kèm nha thắt eo nha. Cái mẫu này em bên em đã mặc thử màu hồng rồi đó. Mấy chị cứ nhìn màu hồng sao thì màu đen, màu vàng, màu kem y chang như vậy thôi nha mấy chị. Mã 253 giá 215.000 dùm em nha. À đầm đỏ bao nhiêu? Nếu mà đầm đỏ bên đây thì đầm đỏ Babydoll là 195.000, mã 252 nha mấy chị nha. Màu thổ cẩm. Ok, 253 màu hồng thích cũ cho họ đến thấy đơn nha. Rồi mấy chị em ơi, em thấy mọi người vào like rất là nhiều luôn nè. Chị nào đang vào like của em mình chốt nhanh cho em cái set này đi. Tại vì em đang sale rất là rẻ, 195 cho một set siêu phẩm này luôn. Hàng sang như các chị nha, hàng sang như mọi người. Được kiểm tra hàng trước cho em. Cái kiểu vải của nó là dạng cát cho em. Và ở trên của mình có phối ren rất là đẹp, một cái nơ ren nữa. Phần chân của mình phối ren đáy siêu cao. Phía trước của mình là lưng phẳng và phía sau của mình là lưng chuông các chị nha. Những chị nào eo từ 60 cho đến là eo 86 sẽ mang được cái set này cho em. Tại vì có độ co giãn mình không có lo. Và với lại cái kiểu áo của mình cũng form suông dạng này nè. Ai có phong bụng, ai bị mập người, ai mà chưa có ra dáng thì mình lên cái set này cho em không ra dáng gì cả nhá. Mọi người nhìn có thể thấy nè, form suông như thế này đúng không? Không có gọi là body dáng nhưng vẫn rất là sang. Sang ở cái điểm đó là form đồ và sang ở những cái điểm là phối ren cho mình nữa. 195 cho nguyên một set. Ai chốt đơn đi liền giùm Hồng nha. Mã cho Hồng sẽ là 1250 và giá 195, nhiều màu lắm. Thật sự rất là nhiều màu. Mà cái chị nào mà ví dụ như mình còn hơi gọi là chưa có lớn tuổi lắm thì mình chọn tông màu lạ đi. Không bao giờ làm cái chuyện mập người đâu, được không? Còn ai mà ví dụ như là mình muốn gọn dáng thực sự mà là tuổi của mình hơi gọi là đứng tuổi rồi thì mình lấy màu đen cũng được nha mấy tình yêu. Dùm thì eo 94 đổ lại mặc vừa như yên tâm dùm em. Eo mấy chị Ngọc Trinh đi chăng nữa mặc vẫn đẹp nha. Tại vì eo bao nhiêu mình cột bấy nhiêu. Chị Phan Cẩm Vân ơi, chị lấy dùm chị ghi cho em là 253 cộng đen cộng số điện thoại và địa chỉ cho em nha. Tại vì cái dùm đen còn một cái là chắc lấy em mới chốt. Chứ mất không người này chốt xong mà nhắn lại hơi em không lấy nữa đâu mệt lắm. Có một cái duy nhất rồi mọi người ơi. Rồi set của em đang mặc ở đây 195.000. Ai chốt comment nhanh chóng giùm em các chị nha. Mình sẽ có là màu vàng nè. Màu xanh này, xanh đậu rất là đẹp nha. Xanh đậu rất là đẹp. Màu hồng baby và thơ lắm luôn. Và cuối cùng cho em là màu nâu nu. 5 tông màu cho mình lẫn. Có 195 cho nguyên một set. Form quần siêu đẹp, dài chân lắm luôn mà. Với Babydoll thì là 195.000 mai còi nha. Mã là 252 nha. Cho xem thuộc cẩm vàng đem. Cho đúng coi set áo dây hồng. Hôm nay mình đâu có set áo dây hồng đâu ta. Đây, đầm thổ cẩm các chị. 252 màu vàng. 252 màu vàng ha. Đây, ok, Huli H3250 màu xanh thấy đơn nha. Màu với vàng nha mấy chị. Hai đỏ bên trên 195, mã 252 màu đỏ giùm em. Đây là màu vàng, đây là màu đỏ và đây là màu thổ cẩm các chị. Ok, Tuyết Minh 250 màu hồng xanh thấy đơn nha. À, chị Nhi Nguyễn ơi, chị comment cái gì comment lại giùm em với. Cái em đang mặc từ 40 cho đến là 60 kg hơn cũng mang được. Miễn sao em mấy nàng từ 60 cho đến là 86 cho em là được. Tại vì cái quần của mình là có bo chun. Đây nè, cái form của mình là có bo chun nên mấy nàng mang rất là dễ nha. Eo từ 60 đến 86 cho em là sẽ mang được. Form quần nhìn belly không? Cái này là phía sau nha. Ngực 100 đổ lại với mấy chị nha. Phía trước của nó sẽ phẳng như thế này mọi người, rất là đẹp luôn á. Mã này đừng bao giờ bỏ qua hết, thật sự luôn. Em là em kết vội rất là lâu rồi, em đợi về đủ màu lựa màu thôi đó. Rồi ai chốt thì mình nhanh chóng cho em nha. Màu là màu vàng nè. 1m6 là mặc qua gối nha Trang Phạm nha. Mặc cũng giống như xem mẫu nha. Mẫu nha 1m58 đó mấy chị. Cổ vest là cái dung em cho phát qua xem dung. Đây dung nè. Mã 253 215.000 giùm em nha. Có dây buộc eo cho mình luôn. Eo lớn nhất là 94. Ai eo nhỏ lấy dây buộc eo lại là ra cái dung của mình, đỡ phải đi sửa. Set đang mặc không có size nha mấy chị nha. Ngực 100, eo 86 đô lại chốt giùm em nha. Ok, chị Hạ 250 đen kem thay đơn. Lá cỏ 250 vàng khách cũ. Ok, thay đơn nha. Rồi Phan Cẩm Vân chốt rồi nha. Xem cái nu, xem cái váy nu là cái này đúng không. Mã 251 215.000 như người đẹp nha. Đó,
Em còn hình như cái này ba cái chị đẹp nha. Ai chốt ghi liền em là 251 màu nu cho Hồng. L74 đổ về là 96-97 cho em ha. Dung là 215.000 mấy chị. 215.000 em mặc màu hồng rồi. Em có màu kem và màu vàng. Lấy màu đi giới thiệu chị ha. Cái là chị Dung hả? Ừ Dung á. Đây Dung đây các chị màu nu cho em nha. Lưu ý là cái này nhìn thì nó rất là bự, nhưng mà nó có nhiều bụng em đâu mọi người buộc lại được. Em hồi nãy 60 buộc còn được mà. Nên các chị đừng có lo. Eo lớn nhất là 94 giùm em ha. Ai lấy cái này giùm em là 253 cộng kèm màu sáng hại. Màu cho em sẽ là màu hồng, màu nâu với lại là màu vàng ha. Như 1m7 thì mặt sẽ ngắn hơn bằng mẫu một chút nha mấy chị. Mẫu nha 1m58 mấy chị cứ nhìn theo bằng mẫu mặt như thế nào mấy chị nhắm chừng giúp em nha. Tại vì em không biết thế là chính xác được là 1m7 mặt chính xác là tới đâu nha mấy chị. Trang Phạm chốt 252. Ok bạn. Trang okay Phạm thấy đơn mất địa chỉ nha. Set đang mặc là 195.000 giùm em nha mấy chị nha. 195.000 cho set đang mặc. Thay chị màu nu đi. Rồi nha tình yêu nha. Rồi bây em thay qua màu nu luôn. Mình kéo lại like coi đi mấy chế. Like bên em like trực tiếp rồi vẫn có thể kéo lại like coi được đấy. 65kg vừa không chị Anh Nguyễn, chị muốn hỏi mẫu nào chị? Mấy chị muốn hỏi mẫu nào hỏi rõ ra giùm em nha. Bây giờ bên em sẽ thay set màu nu với chị ha. Màu vàng nè, màu xanh, màu hồng nè, màu đen thì mới đang mặc rồi đúng không mấy chị, đã mặc hết rồi. Mấy chị cứ chịu khó kéo lại like coi giùm em với. Giùm em mặc rồi nha mấy chị. Coi lại like giúp em nha. Em mặc màu hồng rồi, màu kem và màu vàng thì em chưa mặc thôi. Sếp đang mặc 195.000 mã 250 nha chị Loan Quỳnh nha. Ngực 100 và eo 86 đô lại chốt giùm em. Chị nào eo 60, chị nào eo dưới 65 thì sẽ hơi rộng một chút. Nếu mà chị thích thì mà chị chốt về rồi mà chị bóp lại cái eo ha. 65kg vừa không? Huyền Trâm Vũ ơi chị đo giùm em. Nếu mà eo chị dưới 94 là chị sẽ mặc vừa nha. Đầm bông của Tim mặc rồi Kim Chi nha. Coi lại like giúp em nha. Mẫu thổ cẩm đỏ 252. Còn mẫu khác không xuất, em đang treo 3 màu đó mấy chị, em đang treo một dãy của nó đó. Bên em treo theo dãy đó mấy chị. Rồi em lên màu nu cho mấy chị em mình xem nhé. Cho nó rõ phong độ ha mọi người, màu đen thì nó chưa có rõ bằng đâu. Đây màu nu form siêu đẹp luôn. Đấy, nhẹ nhàng cho mình nha, kiểu lơi lơi rất là thích luôn. Tông màu nhẹ cho mình ha các chị ha. Áo là áo mặc dài em luôn, không sợ các chị nha. Bên trong nè, phong quần. Dâm mã 253 nha Phương Trúc nha. Váy hoa hồng kia là 215.000 mấy chị em mặc rồi á. Mã cho em là 251 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha. Rồi xét thì ai lấy chút nha là 250 nha. Giá có 195 thôi. Cái mã em đặt là 250 thôi nha các chị nha. Form siêu đẹp mềm mại thấy không? Rất là mềm mại cho mình luôn. Chị nào chưa có mẫu này chốt liền giùm em nha. 195.000 cho một set thôi. Và chỉ cần chị em mình á là eo từ 86 đổ về 86 là phải nói là rất là rộng luôn á. Vậy là chị nào 60-65kg mang được luôn. Với lại là cái áo nó cũng thoải mái nữa ha. Nên mình lên form rất là dễ. Ai chốt đơn lên liền giùm em mã là 250 cho em nha. Mẫu đang mặc là 195.000 ha. Cao 1m6 có size 06 là cái mẫu nào Lan Quỳnh nha. Ok rồi. Phương Trúc 253 màu nu, dùm nu thấy đơn nha. Inbox địa chỉ cho em như Phương Trúc nha. Dùm mã cho mình sẽ là mã 253 nha các chị nha. Rồi mẫu đang mặc là 195, Phương Trúc 253 màu nu, ok chị đẹp luôn. 251 màu hồng với chị Mây Ngọc, ok chị luôn ha. Nhiều màu lắm mấy chị. Màu đen nè, màu vàng nè, màu xanh, màu hồng và màu kem nha. Thích màu nào chốt màu đó. Ok Yến Phạm 253 màu nu khách cũ nha. Mây Ngọc inbox địa chỉ liền cho em, Phương Trúc inbox địa chỉ liền luôn nè. Rồi chị em mình ơi, ai chốt thì nhớ nhanh tay comment cho em liền đi nha. Mã là 25 mấy đó cộng số điện thoại ha. Sếp đang mặc thì chị Anh Nguyễn ơi, chị đo giùm em ngực chị dưới 100, em chị dưới 86-87 vậy đó là chị sẽ mặc vừa nha Anh Nguyễn nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn á, màu nào cũng đẹp. Màu nâu là tông màu nhẹ nhàng nhất cho mình thôi. Còn những cái màu kia thì nó lạ mắt. Và màu gọn sẽ là màu đen với lại là màu vàng nha các chị nha. Cho xem đầm thổ cẩm. Đầm thổ cẩm là cái này nha các chị. Mã là 252 dùm em ha. 195.000 thôi. Em có màu thổ cẩm, có màu vàng và có màu đỏ nha. Ba màu khác nhau ạ. Thổ cẩm, vàng và đỏ. Cái này ghi đỏ dùm em nha. Đó, cái này ghi thổ cẩm nè. 195.000 cho một đầm luôn. Form rất là dễ mang nha các chế ha. Vải cát nha mấy chị, mặc rất là mát luôn. Form này khá là dễ mặc, tại vì thứ nhất là eo bo chung, thứ hai là quần ống rộng nên là chị nào đùi to, mông to đều mặc được nha mấy chị.
Bộ đen này dùm em là giống như bộ em đang mặc là chị nào eo từ 8 từ 60 đến 86, có nghĩa là các chị 60 kg các chị vẫn mang vừa, hoặc là 62 63 đó, miễn em các chị dưới 86 của em. Ngực cái này 100 là siêu thoải mái rồi đúng không? Ngực 100 luôn. Đấy, bầu bì mà nhỏ nhỏ chen vô mẫu này cũng được, lâu lâu có một set bầu bì chen được luôn á. Đó, form quần rất là đẹp, form xương nhẹ cho em. Mẫu này chị lên hình siêu kéo dài chân. Cho qua màu vàng là dùm hay váy bạn. Đây. Đó, màu xanh là xanh lơ, xanh đậu trắng da vô cùng nha. Mã số hồng 250, giá 195.000 cái hồng nha. Ai xem dung vàng nha. Rồi, dung vàng 215, mã 253. Tặng kèm thắt eo nha mấy chị, eo bao nhiêu cột là bấy nhiêu dùm em nha. Eo tối đa của nó là 94, nhưng mà eo 60, eo 58 mặc vẫn được. Eo bao nhiêu thắt bấy nhiêu lại là được. Mã là 253, 215.000 giúp em nha. Bên em bán nhất sale trên line rồi, nên mấy chị mua nhiều thì đỡ tốn phí ship, chứ bên em không miễn ship nha mấy chị nha. Mấy bình thường á chị, nhìn sát nè 295, em sale line đúng sắp luôn, 195.000 thôi à mọi người. Đó, đúng rồi nha, xanh linh nha, dùm đen với đỏ hết rồi nha mấy chị. Ừ, đó là bạn đặt rồi. Thì mình nói chung cái nào hết thì mình báo hết à, chứ không có phải báo sạc mấy bạn đâu. Yên tâm ha. Rồi còn ai hỏi mẫu nào thì chốt cái này mình nhanh tay cho Hồng luôn nha. Những bạn nào bị ẩn comment thì lưu ý chia sẻ về trang cá nhân của mình để tạo tương tác với shop, và sau đó comment lại để bên em thấy comment luôn nha. 80kg thì mình sợ là không có rồi chị Chi ơi. Ship thì tùy theo khu vực nha mấy chị, nhưng mà chẳng hạn mấy chị ở tỉnh thì ship từ 30-35.000 nha. Anh Nguyễn ơi, chị đang hỏi mẫu nào vậy ta? Đang mặc là mã cho em sẽ là mã 250, giá là 195.000 nha. Đang anh Nguyễn mặc vừa. Mặc vừa nha anh Nguyễn nha. Sếp đang mặc á. Ờ sếp đang mặc thì vừa. Có đầm là 64kg, mét 60, trời quá trời luôn. Chị nếu mà chị muốn chị là mấy là mình là xinh lắm mà mang vừa luôn giùm em ha. Đây, cái này bao chị mang luôn, không chọc chọc gửi về lại cho em nhá. Rồi, mình có là màu đỏ, màu vàng với lại màu thổ cẩm, nếu chị lấy cái này chốt cho em mã là 252 cho em nha, cộng cho em màu số điện thoại ha. 195 cho cái đầm đó à. Giùm em mặc rồi nha mấy chị. Giùm này em lên form rồi mọi người ơi, kéo lại like so giúp em nha. Cái này thì mọi người ơi, lên form rất là đẹp và sang chảnh lắm. Ở trên là vest giùm em, ở phía dưới của mình là eo lớn mà, nhưng mà tặng như bụt eo rồi, eo như bụt bấy nhiêu em. Ok ha. Nguyễn Huệ ha, 50 mùa nu thấy đơn nha. Bé bắp hay ạ. Ok thấy đơn rồi, cho coi với màu vàng. Đây, mã 252, 195.000 cho em, xinh lắm, mặc thử rồi nha. Sếp đang mặc thì ngực 100, eo 86, đô lại sẽ mặc vừa nha mấy chị nha. Tại vì eo bao chun cho nên là các chị nào eo nhỏ cũng đừng có lo, ví dụ em eo nhỏ cũng mang được nha. Eo là eo bao chun, nói chung set bộ nhà em cực kỳ là dễ mang luôn. 195 cho một bộ và có 5 tông màu cho cái set bộ em đang mặc nha. Màu đang mặc là màu nu, màu đây là màu đen, màu xanh, màu hồng, màu vàng. Mã 250 nhưng mà giá có 195. Ok Thanh Thanh Nguyễn 252 màu vàng thấy đơn nha. Đi bắt địa chỉ liền cho em nha mấy chị. Em mình đóng thùng cũng được chị, em mình đóng thùng nhìn chân rất là dài luôn á. Đóng tạm thôi nhá. Đó, chân rất rất là dài, thì phong quần quá đẹp, phong siêu xuất sắc. 195.000 cho sếp đang mặc 5 tông màu mấy chị nha. Mã cho em 250 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nha. Rồi sếp đang mặc 195.000 đồng thôi mấy người đẹp nha. Bộ đang mặc 195.000. Quá trời người hỏi luôn nè. Mã này là siêu phẩm hôm nay các chị ơi, ai lấy chút nhanh giùm em luôn. Mẫu váy đỏ treo trên cái này đúng không? Cái này thì mình còn có một hai cái thôi. Mã là 251 và giá là 215.000 nha. Mẫu cao 1m58, nặng 45kg nha mấy chị. Cá, ok Khánh Linh 253 màu hồng thấy đơn nha. Vân Nguyễn 250 màu vàng thấy đơn nha. Rồi chị em nào chốt nhanh comment liền hồng luôn nha. Em bút địa chỉ cho em nha mấy chị nha. Đó, mã đang mặc là 250, giá 195.000, phong rộng thoải mái. Cái này mang không thấy bụng luôn, nhiều khi mấy chị mang bầu tầm 4-5 tháng mang vào cũng ok. Mà em thì phong khá là rộng rãi cho mình. Phong quần cũng rộng rãi, dễ mang, dễ mặc, không làm các chị bị cấn, bị đau chân hay khắc chế ha. Còn những chị nào mình hơi thấp, tại vì là chân mình nhìn bự hay là nhìn sao ta không có chút cái điểm á, nên cái mẫu này không thấy cái điểm chân mình nha. Mã cái thổ cẩm, cái thổ cẩm bầu 71kg mặc được nha, phải cầm vân nha. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị. Ưng ý thì nhận hàng, không ý trả giúp em tiền ship hàng chiều là được nha. Nói chung đồ nhà em thì các chị cứ an tâm đi, tại vì em gọi là bán tại shop rất là lâu rồi, mình live stream thì là cái lịch sử live stream nó còn ngắn hơn bán tại shop nữa, nên là chị em mình đi mua hàng rất là an tâm. Bên em còn cho kiểm tra hàng trước luôn. Thổ cẩm đi khách đi. Thổ cẩm Babydoll thì giá là 195.000 nha mấy chị nha. Đây là thổ cẩm nha, phía sau là màu vàng với màu đỏ. Mã là 252, 195.000, chốt kia cho em mã mẫu số điện thoại nha. Chốt cho Phượng Sumi 252 thuộc cảm thấy đơn nha. 40kg mang dùng được nha mấy chị nha. Cho coi giới thiệu màu của Babydoll. Rồi Babydoll có 3 màu. Màu đỏ, màu thổ cẩm với lại màu vàng giùm em.
Đây, màu này của mình là màu vàng các chị. Đây màu vàng nha. 195.000 mã là 252 cái hồng nha. Cho xem màu vàng 250. Chúc cho Trinh Châu 252 màu vàng thấy đơn nha. Có zoom nha Minh Nguyệt nha, zoom viền sọc đó mấy chị. Đây. Màu vàng. 195.000 cho nguyên set giùm em, chị không chốt nha cho chị tí. Tại vì hôm sau để em không bán nó sale nữa đâu. Hôm sau bán đúng giá là 295 chứ không còn 195 cho ngoài nha mọi người nha. Rồi, ai chốt cái mẫu đang mặc nữa ghi cho em nhanh nha. Mã là 250 mà giá có 195.000 thôi. Bao 71kg mặc được nha Phan Cẩm Vân nha, an tâm giùm em luôn. Cái này em bao chị sâu sinh hoặc là đàn gần đẻ mang được hết. Phan Cẩm Vân chị chốt màu gì chị ơi? Chị chốt màu gì bổ sung màu cho em với. Chị Quang Thảo lấy bộ em đang mặc ghi em mã với chị 250 màu da và kèm số điện thoại nha. Ghi vậy á, 250 cộng da hồng của chị ha. Kim hồng của vest em mặc rồi vậy mấy chị. Phan Cẩm Vân bổ sung màu giùm em nha, Cao Thảo bổ sung màu, mã số điện thoại với bóc địa chỉ nè. Ai màu hồng, có khi em buộc em cho mình đi cắt chém nha. Đó, ai chốt thì nhanh dùm hồng luôn, mã là 253 cho cái dung này. Và giá sẽ là 215.000. Cái nào hôm nay cũng rẻ. Cảm ơn chị Đỗ Nguyệt nha, cho xem màu đỏ Babydoll. Chúc cho Võ Văn Anh 250 màu vàng thấy đơn bóc địa chỉ cho em nha. Rồi, màu đỏ nó cho em treo đây mọi người coi cũng khá là rõ đúng không các chị đây nè. Đúng hoa nó là như vậy luôn các chị nha. Chị cứ dùng màu màu vàng. Rồi, giờ em thay qua dùng vàng luôn ha. Đỗ Nguyên có chốt cái Babydoll thì ghi cho em là 252 cộng số điện thoại cộng màu nha. Lưng cao quá trên cao qua rốn không? Đa số lưng quần đều là trên rốn nha mấy chị nha. Lưng quần bây giờ người ta may lưng cao không à? Là mấy chị cứ đo trên rốn giùm em là được. Ok, Cẩm Vân 252 thổ cẩm, Hoa Miền Núi 252 thổ cẩm vàng, đổi móc địa chỉ cho em nha. Nhớ giùm em là em sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị nào mà cho em xin địa chỉ trước nha. 253 màu hồng cho lá cỏ thấy đơn nha. Zoom 215.000 mấy chị. Zoom là 215.000, mã là 253 ha. Em mặc màu hồng rồi bây giờ em sẽ thay màu vàng cho mấy chị xem nha. Mông 92 em bao vừa nha Lan Nhi nha. 1m66 mặc không ngắn lắm đâu mấy chị. Em thả form đi Hồng, vô hướng dẫn cho khách phục. Cho chị cái kẹp đi. Trời ơi. Dù 1m52 mặc được nha Minh Nguyệt nha. Mẫu nha 1m58 nha mấy chị. Mấy chị nhìn mẫu mấy chị nhắm chừng giúp em nha. Ai form nó sẽ rộng nha mọi người. Mình dùng cái dây nè, mình buộc lại theo cái dáng của mình luôn à, thì nó sẽ lên dáng rất là tốt các chị em mình ha. Mang siêu đẹp luôn đúng không? Ai chốt nhanh tay comment cho em liền đi nha. Mã cho em sẽ là 253, 215.000 cho một cái dùm như thế này thôi. Form rất là đẹp. Đó, dài chân vô cùng nha. Mã này rất là gọn dáng và rất là dài chân cho mình. Tại vì form quần nó là form quần ống suông, có túi bên hông nữa nên các chị ấy. Đấy, ai chốt comment liền cho em luôn nha. Vest ở trên nhìn sang chảnh chưa? Vest nhìn rất là đứng cho mình và kiểu như nó có thêm cái viền nữa nha mọi người, có thêm viền trắng rồi cho mình đây nè. Em có ba tông màu là màu hồng, màu nâu với lại màu vàng. Ai chốt comment sớm nha. Mã cho em sẽ là 253 cộng kèm màu và số điện thoại ha. Dung hồng của vest mặc được nha chị Lan Nhi nha. Dung mét 52 mặc ok luôn, mã 251 eo bằng thun. Mã 251 không có eo thun cũng không có cột dây mấy chị, lấy cho mấy chị xem đi. Cái này eo 74 đổ về thôi tình yêu nha. Đó, nó sẽ có kiểu chích ly và có dây kéo phía sau chứ không có thun nha. Eo 74 đổ về, nếu mình mang rộng mình bóp lại thôi. Vì đa số đồ free size phải vậy thôi mọi người ạ. Babydoll mặc rồi nha Thanh Sương nha, mặc đủ màu luôn rồi đó chị. Babydoll lại mặc đủ màu luôn rồi đó mấy chị, cứ chịu khó kéo lại like coi giúp em đi ha. Rồi ai chốt mã nào comment mã đó cho em nha. Mã em đang mặc ở đây sẽ là mã 253, 215.000 zoom vest cho mình sang trọng dễ mặc đi tiệc được luôn ha các chị ha. Chị nào chốt cái này ghi liền em 253 cộng kèm màu và số điện thoại nha. Còn những cái mẫu đằng sau nữa, thích mẫu nào mà không biết mã giá mới vào á, muốn tư vấn thì cứ comment cho Hồng, Hồng sẽ lời hết comment cho chị luôn nha. Mã em đang mặc ở đây là sẽ là mã 253, ở đây là mình 250, 251 nè, 252 chứ nhỉ, đây là 252 các chị em nha. 251 là cái đầm đây nè, đó đầm hoa này. Rồi ai trong like của em muốn hỏi hay là muốn comment mẫu nào nữa, mình nhanh tay chị em liên các chế nha. Lên cho em đúng cú pháp mã màu và cộng số điện thoại là sẽ có đơn nha mọi người. Lưu ý giùm em là chỉ có trong like mình mới có giá sale thôi, ngoài like không nhận giá sale nữa nhé.
em đang mặc có sẵn. Cái này là free size nha các chị. Đầm giùm em đang mặc là free size nhưng mà dễ mặc là tại vì nó có bụng eo của mình á. Em như bụng bấy nhiêu là sẽ đẹp thôi nè các chị ha. Phía sau mình nó là một cái tông nơ nè. Thấy cưng chưa? Hai bên tay của mình có túi. Chất liệu của mình ở đây là dạng giống như là dạng như là cát nhưng mà cát dày, nó sẽ cứng form hơn ha. Ok chị Hoa miền núi nha, thấy của chị luôn rồi nè. Được kiểm tra hàng trước khi nhận mấy chị. Ưng ý thì nhận hàng, không ý trả giúp em tiền ship 3 chiều nếu mấy chị ở tỉnh nha. Rồi ai muốn lên đây hỏi mẫu này nó comment nhanh cho em nha. Chim đang mặc mã 253 mấy chị. Ngoài màu vàng em có màu hồng và màu nu trên phía sau nha. Dạ được nha Lan Nhi nha. Mấy chị Khánh lên đây chị inbox qua bên tin nhắn đó mấy chị để bảo mật thông tin của mình nha. Kim chơi eo rất không thun, không cũng trái hết chị, nó chỉ là cái eo như vậy thôi à. Nha em vậy thôi mà em 74 độ về chị em. Ví dụ như mình mang 74 luôn thì nó sẽ kích 72 kích. Và nếu chị em khó mua nó sẽ rộng một xíu thì mình đem bóp lại giùm em nha. 215 cho cái mã 251 đó và ba tông màu, màu đỏ, màu nu với lại là màu hồng. Đây nè, đỏ, nu với hồng giùm em mã là 251 với chị em nha. Có màu đỏ là em chưa mặc thôi, tại vì màu đỏ em còn có hai cái nên em không mặc. Còn màu hồng với màu nu em đã mặc rồi nha, nên chịu khó kéo lại nó coi giúp em. Babydoll 195.000 mã 252 nha mấy chị. Màu treo phía ngoài cùng là thổ cẩm, màu vàng chính giữa và màu trên cùng là màu đỏ cho em ha. Đỏ, vàng với lại thổ cẩm nha. Váy này bầu mặc được cho tình yêu nha. Cái này em bao bầu từ nhỏ tới lớn, tới lúc sinh luôn. Mấy màu thổ cẩm cho em ở trên là màu đỏ các chị em nha. Và đây là màu vàng, ở giữa là màu vàng. Chị nào chốt ghi cho em là 252 đối với cái mẫu Babydoll này nha. Còn ai mà chốt những mẫu còn lại không biết mã thì nói em. Em đang mặc đây là 253, 215 nha các chị nhá. Phía cái set này của mình thì có 195 mà. Mã là 250 cho em nha. Chị nào chưa có đơn thì mình cứ ghi nhanh cho em luôn đi. Nhận đơn trong live với giá sale, sau live kết thúc giá sale nha mọi người. Sau live không có giá sale này nữa đâu. Rồi lên đơn đúng cú pháp cho em các chị đẹp nhá. Rồi ai còn hỏi mẫu nào đó mình comment cho em luôn nè. Thổ cẩm là bầu bì mang được giùm em luôn các chị nha. Cái mẫu thổ cẩm là bầu bì mang thoải mái luôn ấy. Có nghĩa là tại vì nó là form baby mà nó đâu có ôm như người của mình đâu. Thành ra là những chị nào gầy cũng mang được mà mình tròn tròn xíu cũng mang được cho em luôn nha. Các chị cứ về mang thoải mái đi. À, dưới 70kg mang còn rộng rãi luôn cơ. Tại baby nó sẽ không có ôm mình ha. Rồi còn chị nào trong live muốn hỏi mã nào đó mình báo liền giùm em luôn nha. Tất cả những chị ở trong live muốn hỏi mã nào báo nhanh cho em mã cộng màu và số điện thoại luôn các chị. Hoặc là mình không biết mẫu ha. Em cao 1m58 nha mọi người ơi. Hồng cao 1m58. Thì dáng hồng không phải dáng người mẫu hay gì đâu nên các chị khỏi lo. Ai mà 1m65 thì mấy chị sợ tại vì dáng người ta cao quá mình mang thì thấy không có bằng người ta. Nhưng mà dáng hồng có 1m58 mà mọi người ơi. Cỡ xem như em thôi, 1m55 giống em, 1m63 giống em luôn. Không có khoảng cách bao nhiêu cả ha. Nên là các chị ơi, đồ nhà em thì không có kiểu là phải cao mới mang đẹp đâu. Bình thường nhìn em rồi đã mang đẹp rồi ha. Ngực đó đo bao nhiêu chị Ngọc Hiền, chị hỏi mẫu nào thì mình ghi rõ cho em luôn. Mẫu đó ngực bao nhiêu giùm em nha. Hỏi chung chung thì em không biết trả lời mẫu nào trơn hết. Rồi cái này là dâm không phải xét nha. Hiện tại Hồng đang mặc là dâm. Dâm này 215.000, mã là 253 cho Hồng. Có 3 màu nè, màu vàng, màu nu với lại là màu hồng nha. Vàng nu hồng. Đầm hoa nu mã số bao nhiêu cái đầm này đúng không? Đầm này mã cho mình trả là mã 251 nha. 215.000, màu nu, màu hồng với lại màu đỏ. Cái này eo 74 và 97 đổ về cho Hồng nha. Ok chưa? Rồi tất cả những bạn đã vào live mình chốt đơn nhanh luôn nha mấy nàng nha. Khi mà live kết thúc rồi thì mình sẽ không có còn giá như trong live này nữa. Đầm hoa sau lưng bao nhiêu? Cái này 215.000. Là mã hoa này là 251, 215.000. Có 3 màu là màu hồng, màu nâu, màu đỏ. Eo là 74 đổ về, ngực là 98 đổ về nha. Bạn nào eo ngực nhỏ hơn thì mình bóp eo là được rồi. Được không? Ngực thoải mái, được chưa ạ? Cái mẫu này nó không có bao chung gì hết nên là không có ôm được đâu. Mà các chị ơi, mình á, mình đi mua đồ tại shop mà các chế không thể nào mà cái mẫu đó nó vừa thích là được. Trừ khi mình đi may thôi. Mà thà là mình mang rộng, mình sửa lại cho nó vừa được. Còn chứ các nhiều chị mang chật á, người ta đâu có dám sửa, người ta đâu có sửa được đâu, đúng không? Nên mình thôi, nếu mà mình cứ nhỏ hơn sau đó thì mình cứ lấy về mình sửa nhẹ thôi. Còn những cái form nào mà bên em ví dụ có bụng eo này nọ thì các chị khỏi phải đi sửa ha. Cái đầm này nếu mọi người tự đi may á, ít nhất phải 400.000 tiền vải, tiền công may này nọ, mà chưa chắc là ta may đẹp thế này đâu. Người ta may lẻ, không ai may lẻ may cái đầm như vậy đâu. Mà 400 đó, còn đây em bán có 215 thôi. Cái này là giá chung và cái size của nó cũng là size chung. Nếu mang đầm thì mình bóp giúp em các nàng nha. Rồi, chị nào chốt cái đầm hoa phía sau của em ghi nhanh cho em mã là 251 nha, 215. Đó là dâm của em ha. Đầm hoa sau lưng bao giá bao nhiêu chứ? Rồi, dâm của em là 253 và giá của mình sẽ là 215.000 nu. Chị nào chốt này comment nè. Nguyễn Thúy Nga là chốt 251 màu nu nè.
Ok chị đi tập đi. Ăn xong rồi nó còn cái rìa. Rồi cái này là màu nâu 251 à, đâu anh à, là màu nâu 251 cái này. Ok bạn nha, 215.000 cho tình yêu luôn. Nếu mang rộng thì bóp lại nha, tại vì cái đó một bác trước là cái eo của nó không có bo chun hay gì hết trơn á, mình về rộng thì bóp nhẹ hơn, kiểu đuôi cá rất là đẹp. Đối với cái đầm hoa kiểu đuôi cá rất là đẹp. Rồi còn ai hỏi mẫu nào trong like của em nữa thì mình nhanh chị Nguyễn Thúy Nga ơi, bên nên em tặng cài khuy dành cho A chốt trong like những mẫu trong like ngày hôm qua thôi chị. Hôm nay thì không có áp dụng chương trình đó nữa, mỗi ngày bên em lâu lâu bên em mới có chương trình tặng thôi mấy chế ơi. Hôm nay thì không nha mọi người, thì giống như là em nói với chị rồi, vô like là sale chứ còn hết like là hết sale. Không thể nào mà hôm qua sale mọi người bắt, bữa nay em phải chốt cái sale cho mọi người được nha. Tại vì giá em bán tại shop không có giá này rồi, chỉ có lên là em có giá này thôi à, nên thông cảm nha. Lên trên mã cộng màu và cộng số điện thoại là sẽ có đơn các chị nha. Rồi thử đầm hoa cách xem đi chị. Lộc Lộc ơi em thử rồi chứ không phải em không thử, mà em nói mọi người muốn coi thử đúng không? Nhớ vào màn hình giùm em. Đó mọi người kéo lại cho em tầm giữa giữa like một xíu. Đây là em đang mang spec rồi đúng không? Kéo lại thêm một xíu nữa. Đây em mặc đầm hoa thấy không ạ? À? Đó bắt đầu mặc đầm hoa cho mọi người rồi đây. Mọi người kéo lại coi giùm em nha. Kéo lại rất là dễ luôn, đồ bên em nè. Kéo ngược lại coi tiếp theo nè. Đấy dễ dàng để mọi người có thể theo dõi cái like này lắm luôn ấy. Mấy chị kéo lại coi like nó nhanh hơn là chờ bên em mặc đó mấy chị. Rồi dâm này nè em còn 3 màu là màu vàng, màu hồng với lại màu nâu nha. 215.000 dạng dâm giả vét rất là đẹp các chị luôn. Em bao nhiêu ruột bấy nhiêu, nói chung là khỏi cần đi sửa. Nên đôi khi mà có ai mượn đồ mình cũng dễ đúng không, khỏi đi sửa. Nhiều khi mình sửa xong người khác mang không được, mà đồng này có một em cho mình rồi nha. Rồi lên đơn nhanh chị em là mã cộng màu và cộng số điện thoại mấy chị đẹp nha. Hôm nay thì em sẽ đọc lại tất cả những cái mã trong live để mọi người dễ nắm nha. Đầu tiên của mình sẽ là cái set này. Mã là 250, giá cho em 195.000 thôi. Đó cái này thì mình mặc rất là dễ thương và dễ mặc nha các chị nhá. Tiếp theo của mình sẽ là cái đầm hoa này. Mã cho em sẽ là 251 và giá là 215. 251 có 3 màu, màu hồng, màu nâu với lại là màu đỏ. Màu đỏ rất trắng da, còn ít màu nâu em cần 2 cái, màu hồng còn 3 cái. Tiếp theo là cái dùm em đang mặc mã là 253. 253 nhớ, 215.000 dùm em. Eo của mình 94 luôn, nhưng mà ai eo nhỏ có dây buộc eo rồi khỏi sửa. Màu hồng, màu nâu, màu vàng. Rồi cuối cùng của em sẽ là cái đầm baby doll này. Mã cho em sẽ là mã 252, giá 195.000, có 3 màu, trên cùng sẽ là màu đỏ, màu vàng, cuối cùng màu thổ cẩm giùm em. Chốt đừng có ghi là đỏ thổ cẩm hay gì hết, chỉ ghi một màu cho em thôi, một là thổ cẩm hay là đỏ để khỏi bị lộn màu các chị em nha. Không, chỉ có đầm màu đỏ thôi. Rồi bây giờ thì em đi thay cái đầm đỏ luôn ha. Xếp bộ thì vòng ngực là 100 đổ lại nha mấy chị nha. À on my hiện tại bây giờ chị hỏi em dùm K6 màu hồng là mẫu nào cũng không biết nữa. Nên là bây giờ nếu mà chị muốn hỏi những mẫu nào mà đã like trước đó rồi thì mấy chị cứ vui lòng inbox cho em nha. 250 là ngực 100 nha Trang Thùy nha. Chúc cho Thảo Nguyên 251 màu nâu thấy đơn nha. Chị nào là khách mới thì nhớ mất địa chỉ cho em, còn chị nào khách cũ đã từng mua hàng bên em rồi thì không cần inbox địa chỉ nữa đâu ha. Kim Chi thiếu số điện thoại Kim Chi ơi. Chốt ghi cho em là mã nè, màu nè, số điện thoại nè, phải có địa chỉ cho em là chắc chắn có đơn nha mấy chị nha. Xếp bộ bên em giá là 195.000, mã là 250, mấy chị chốt thì em có tận 5 tông màu nha. Ghi đầy đủ mã, màu, số điện thoại giúp em ha. Còn 30 đô thì 3 tông màu, nhớ giùm em là đỏ và thổ cẩm nha mấy chị nha, chốt rõ ra cho mắt công là nhầm ha. Ok chúc chị Hoàng Phượng 252 màu đỏ em thấy đơn rồi nha. Nhớ có địa chỉ cho em nha chế nha. Rồi em lên cái 253 màu đỏ là 251 chứ. 21 màu đỏ. Rất là xinh, nhẹ nhàng và siêu trắng da luôn. Mẫu này là mẫu siêu trắng da cho mình các chị em nha. Đấy, có tà phía dưới và xẻ tà một xíu nè. Đây, có xẻ một xíu siêu đây. Ít thấy ha, khi mình đi thôi. Đó. Cái này nó mang nó rất là gọn dáng luôn các chị. Mang rất là gọn dáng cho nên các chị thấy em sẽ gầy hơn bình thường nữa. Siêu ôm dáng mà nó gọn nha. Phía dưới nè, đẹp cho 215 cho đầm này thôi. Đầm này các chị ra ngoài mua tầm 280 hoặc 300 một cái á. Đầm thiết kế và đi tiệc luôn nha. Ok, Thảo Nguyễn 251 nè. 250 ngực 100 các chị nha. Kim Chi 251 màu hồng. Ok chị luôn, 252 màu đỏ cho Hoàng Phụ luôn nè. Rồi các chị cứ lên đơn nhanh chóng. Ok, Kim Chi thấy đơn rồi, mấy chị ơi nhớ mất địa chỉ cho em nha. Chuẩn bị là tụi em offline là tụi em sẽ ngưng giá sale các chị em nha. Ai chưa có đơn trong live hay là mới vào á, tranh thủ đi. Ngắm nghía đi, hôm nay mình có 4 mẫu cho em nha các chị nhá.
Diệu Hiền Thanh Thanh vàng đỏ baby. Chị ơi, nếu mà chị lấy cái mẫu này thêm cho em một cái con số thôi là mã 252 nha. Và khi đó thì em sẽ dễ chốt đơn mình hơn, khỏi bị lộn mẫu. Chốt cái này cho em 252 luôn nha chị Diệu Thanh Thanh nha. Rồi còn chị em ngồi trong lên hỏi mã nào cũng nhanh tay. Chúc chị Linh Trần 250 mụ nu thấy đơn mới bị chị cho em nha. 250 là mã này 195.000 nha. Tầm em đang mặc mã là 251 dùm em tiếp chị em nha. Rất là đẹp. Mấy chị nhìn ở ngoài sẽ xinh hơn trong live vậy nha. Vải vôn mềm dùm em tiếp cho là đắp chéo như thế này tông màu một cho mình. Tay là có bo các chị 215.000. Chị nào chốt cái này thì eo dưới 74 cho em nha. Eo dưới 74. Đó, ngực thì 97 cho em cũng được nhưng mà eo là 74 thôi ha. Còn rộng thì mình bóp nhẹ lại cho em một xíu là ok. 215.000 ba tông màu đỏ, nu với lại là hồng. Mã là 251 nha. Tiếp theo là zoom này là 253 và cuối cùng đây là 252. 252 này có hai cái màu đỏ mà các chị ghi tách màu ra cho em. Đây là màu cẩm, đây mới là đỏ nha. Còn đây là vàng. Đó, 195 cho một đầm thôi. Đầm đó mang thoải mái, bầu bì xinh xinh hay gì các chị đều thoải mái anh em ha. Rồi ai còn chưa kịp lên đơn nữa báo nhanh giùm em luôn nha các chế nha. Hôm nay là đăng hình rồi, họ lên mẫu y chang hình. Rồi Lệ Mặc lấy 250 màu vàng ok chị Lệ nha. Chị Lá có thiếu số điện thoại kìa. Vân Nguyễn lấy 252 màu vàng ok chị đẹp luôn. Chị Lệ Mặc nhé mất bị chỉ cho em nha, lên trần cũng vậy nè. Đẹp chưa, có tà nè, tà đuôi cá một bên nè. Xinh lắm, bác sẽ đùi nhẹ cho mình nữa chứ. 251 là mỗi đang mặc đây 215.000 nha. Có 3 màu cho mấy chế luôn á. Hình thầu là nhắc mắt á. Mắt thì mới ấy mà. Chưa chơi bình thường một sáng được tối. Trời ơi, thì nghe chạy từ luôn. Cái này em nhớ là đó được có điện thoại ấy xong đó được có điện thoại. Điện thoại nó thì bữa giờ chị kiếm hàng không à. Kiếm hàng rồi cứ chị đâu có trả lời tin nhắn đâu. Mà coi live stream thôi. À, coi live stream 2 tiếng. Ừ, bây giờ 2 tiếng. Một lần mà chị coi điện thoại á. Mẹ kêu 30 triệu bạc á nha, 30 triệu bạc. Tiếc. Đây màu nu chị ơi, mã 250 màu nu dùm em giá 195 nha. Mã 250 màu nu giá 195 nha. Xinh xỉu lắm luôn. Đây mình có đọc lại bảng màu cho mình nhá. Màu đen, màu nu, màu xanh, màu hồng với lại là màu vàng. Mã 250 và giá cho em sẽ là 195.000 thôi. Rồi mọi người ơi, lên đây nhanh cho em luôn nha. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi các chị. Khi nào em kết thúc livestream là mình sẽ không có còn giá sale nữa nha. Nên là mọi người cố gắng là đã vào live của em rồi thì coi mẫu và chốt liền trên live cho Hồng luôn các chị nha. 250 giùm em. Mã thôi 250 giá 195, 251 giá 215. Rồi zoom 253 giá 215 và cuối cùng 252. Ba bidon thì mã là 252 nha chị Thanh Sương nha. À, mặc set nu em mặc rồi nha Lily Kem nha. Chị khóa kéo lại live coi giùm em với. Bên em mặc đủ màu luôn rồi. Kéo đầu like luôn coi cái dáng của nó nha. Còn màu nu thì em mới thay đây thôi. Mã của set là 250 cộng số điện thoại cộng màu giùm em nha mấy chế. Còn đầm đang mặc mã là 251 eo 74 đổ lại chốt giùm em ha. 252 58kg bao vừa luôn. Ba bạn chui trong đó thoải mái luôn. Ok anh Nguyễn 250 màu đen thấy đơn luôn rồi. Anh Nguyễn ơi inbox địa chỉ cho em nha. 195 cho mã 250 nha. Giá là 195.000 thôi. Nhưng chị nghe mã 250 tưởng là giá nó 250 nữa. Rồi ai còn lên đơn mẫu nào nhanh tay nè, rõ baby doll đây. Cái màu là màu này ghi em màu thổ cẩm các chị nha. Đây là màu thổ cẩm. Em màu đỏ nè. Đó, đây nè, đang treo nè màu đỏ cho em nha. Mã là 252 cộng kèm cho em màu số điện thoại. 195.000 cho cái đầm đó thôi. Form lên là rộng rãi thoải mái luôn, chị là bầu bì và xinh xong đều mang được lại hết cho em nha. Hãy lo ha. Baby doll vải nhẹ giống như là vải cát nha các chị. Vải cát có lót trong cho mọi người trên nó phòng cái đồ nha, mà không có nóng đâu, vải này siêu mát luôn á. Mặc là bao mát này, không nhăn luôn á chị, lấy trong mà bịch ra xong mà mặc luôn cũng được, khỏi ủi. Rồi mấy cái đẹp của em ơi, mặc thử coi chị, cho em mặc rồi chế yêu ơi, bất hợp. Nhấn vào like giùm em nha, nhấn vào like nè. Kéo ngược lại cho em đi, kéo lại lên coi có em mặc không ha. Đấy đây nè, em đang mặc màu vàng luôn, chị thấy không? Đang mặc vàng luôn. Đó, kéo lại một xíu thôi, quanh quanh khu đó tầm 1 giờ 6 phút đó, kéo lại quanh quanh cái giờ đó là sẽ thấy em mặc luôn tất cả ba màu luôn nha tình yêu nha.
Rồi cái đốt mang dễ thương lắm chị, dễ mặc vô cùng. Mã là 252 195.000 cho em thôi. Chốt nhanh trong like để được giá sale nha. Tại vì hàng nhà em á là giá gốc của mình, không phải là như giá em đang like trên này đâu. Giá gốc ví dụ đầm này em bán bình thường là 320 cái, em sale like là 215 cho mọi người. Set này 295, sale còn 195. Nói chung tùy mẫu tụi em sale rất là nhiều luôn. Có khi là mẫu đó mới về tụi em sale mạnh để cho mà khách gọi là mua nhiều hơn á, thành ra là tụi em sale thôi. Chứ ngoài là không có giá này nữa nha chị em mình nha. Ai chốt mã nào nó comment nhanh chóng giùm em. 250 này các chị. 250 nha. 251, 253, 252. Đó. Thích mẫu nào ghi liền mẫu đó cho em luôn. Trong live mới có giá sale ha. Rồi vỏ Diệu Thanh nào đỏ cộng vàng chị ơi, chị vỏ Diệu Thanh ơi. Cho em xin thêm con số 252 nữa nha. Comment cho em thêm số 252 nữa là chị được lên đơn rồi đó. Tại vì là bên em á mà máy tính á không có nhận được mã, nó không có nhận được đơn các chị á. Mình có cái mã thì mình thấy ừ chị này comment mã rồi sẽ in đơn ra cho mình nha mọi người nha. Rồi chị nhớ thì nhớ là để lại cho em cái mã 252 để bên em chốt đơn cho mình các chế nha. Ok Thanh Xuân lấy 252 đỏ vàng nè. Chốt để chị luôn nha chị Thanh Xuân nha. Mọi người ơi, ai có đơn trong line của em inbox địa chỉ để tránh là nhận hàng lầm hàng các đối tác khác. Đặc biệt bên em luôn luôn cho kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha mọi người. Luôn luôn cho kiểm tra hàng trước khi trả tiền, cho nên mọi người ơi hãy kiểm tra hàng đi. Hàng chất lượng đáng giá tiền thì lấy, còn không mọi người đừng lấy giúp em nha. Được không ạ? Lưu ý là bên em sẽ cho kiểm tra hàng, nếu mà không lấy các chị chỉ cần trả cái tiền giao hàng của anh shipper, còn tiền hàng nếu chị không cần trả đưa hàng về cho em thôi nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đơn trong lai cho em đi các chị ơi. Rồi ok này các chị ơi, còn ai hỏi mẫu nào nữa không báo liền em luôn nha. Xong đàm đang mặc thì ở đây nó sẽ là kiểu như là eo 74 và ngực 98, nó sẽ là ôm eo rất là nhiều luôn. Mỗi màu thì em còn như có một cái em hết rồi các chị. Màu cho em là màu nu nè, màu hồng nè, màu đỏ cho em nha. 215.000. Ok lệ mặc lấy 252 màu nu. 252, ủa 252 làm gì có màu nu. 252 màu đỏ, màu vàng với lại màu thổ cẩm với lại mập ơi. Đúng rồi, chị lại mập hình như cũng họ xếp 250 á. Cái này là 250 dùm hồng. Nếu mà chốt xếp này thì ghi dùm hồng là 250 nha. 250 đi lại đúng nha. Mã với lại màu lệch nhau á, hơn là nó lệch nhau á. Lỡ mà trùng nhau một phát là được gửi lộn mẫu lại bị la nữa cho xem. Rồi, em đọc lại mã cho chị em mình nha. 250 nè, 252 nè, em mặc là 251 nè, đây là 253 nè. Đó là mã thôi, còn giá thì rẻ lắm, nó rẻ lắm nha, không có như cái mã đó nha mọi người. Ok, còn chế nào trong live nữa rồi mọi người ơi. Tụi em sẽ live stream vào lúc là 11 giờ hàng ngày. Chị nào rảnh vào lúc 11 giờ hàng ngày ha, thì các chị vào xem live với em nha. Để mình có thể là mình chốt được một những cái mức giá sale tuyệt vời cho mấy hàng luôn. Những chị nào đã vào live của em rồi mà không chốt thì mình sẽ không có giá sale sau live đâu nha. Ai chốt bô mã nào ghi cộng màu cộng kèm số điện thoại với mã giùm em. Và 11 giờ hàng ngày thì em luôn lên live, và mỗi ngày là những cái mã khác nhau hoàn toàn. Thì em rất ít khi lặp lại mẫu. Có những cái mẫu mà hot lắm mà khách yêu cầu thì em mới lên lại thôi. Còn là không thì không phải là hai ngày sát nhau lên hai mẫu y chang nhau lên các chị nha. Và mình cứ ngày nào rảnh thì cứ vào xem online các chị em nha, để săn đồ giá rẻ với Hồng luôn. Rồi hôm nay thì Hồng xin phép thì offline tại đây các chị nha. Hẹn gặp các chị vào những live tiếp theo của Hàng Quảng Châu nha. Bye bye.